xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube top truyện hay nghe mê say đăng ký ngay hôm nay chúng ta cùng vị hi đến với phần cuối bộ truyện vợ yêu của đại tổng tài nhé mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Trì ngỡ mặt quay mặt ra chỗ khác nhìn về phía bên ngoài cửa sổ trước kia trên tạp chí có một câu nói đại khái là như vậy không phải ý chí đủ kiên cường chỉ là mê hoặc chưa đủ lớn trái tim của con người đúng là sẽ bị viên đạn bọc trong cục đường ăn mòn ai muốn vất vả chứ ai lại muốn phải nỗ lực chứ ai lại không muốn được sống tốt hơn chứ cho dù là cô cố gắng như vậy cũng là muốn sau này để có thể sống tốt hơn mà trong lúc cô chỉ biết tưởng tượng về một tương lai thật đẹp thì anh chỉ cần búng tay một cái đã có thể giúp cô biến nó thành sự thật một lần hai lần ba lần cô đều có thể từ chối sao có thể từ chối mãi sự tấn công dồn dập này từ lần đầu tiên cô nhận đồ của anh thì việc nhận đồ của anh đã thành thói quen thành lẽ đương nhiên nhưng đúng ra cô không nên nhận lôi đỉnh lệ nắm tay của cô em không cần cảm thấy áy náy nặng nề đây là thứ em xứng đáng có được tại sao em xứng đáng có được chứ trì ngữ mặc nhìn lôi đỉnh lệ em đâu có làm gì lôi đình lệ vuốt ve khuôn mặt của cô ngữ khí nhẹ nhàng ôn hòa em mang thai con của anh mà sao lại nói không làm gì anh đây là đang ban thưởng cho em sao Trì ngữ mặc nhẹ giọng ngòi, như đang có điều suy nghĩ anh muốn cho em lôi đình lệ trầm giọng nói trước đây tiền tài đối với anh mà nói chỉ là số lượng không có ý nghĩa nhưng bây giờ đối với anh mà nói chỉ cần làm cho cô có cuộc sống tốt hơn có thể khiến cô không rời xa anh thì sử dụng như thế nào cũng được. Trình ngữ mặc nhếch miệng trong lúc nhát thời không biết nói cái gì. Anh tiến lại gần cô một cách mạnh mẽ, gương mặt tuấn tú, gần sát trước mặt cô. Trình ngữ mặc nắm chặt tay lại, có chút lui về sau. Anh nâng cầm cô lên, hôn lên môi của cô. Trình ngữ mặc cảm giác như có dòng điện đi qua môi, tê dại như có dòng điện xuất hiện trong đầu, linh hồn thì mê man bay lượn trên không. Thật kỳ lạ, Tống Nghị Nam không cho cô được cảm giác này. Chẳng lẽ cô còn thích Lô Đình Lệ? Nhận thức được điều này, cô có chút hoảng loạn lùi về sau. Lô Đình Lệ nhìn gương mặt tinh xảo của cô vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục tấn công. lôi Đình Lệ Trình ngữ mặt gọi tên anh ừ. Lô Đình Lệ giơ khóe miệng mặt mũi sáng rực nhìn cô Lát nữa tôi còn phải gặp sư phụ anh làm vậy tôi không thể suy nghĩ được gì Trình ngữ mặt tìm đại một lý do anh khiến em không thể suy nghĩ được gì sao?" Lôi Đình Lệ trầm giọng hỏi. Trì Ngữ Mặc mỉm cười, "Anh làm vậy sao người khác có thể suy nghĩ được gì nữa, Lôi tổng, anh là thịnh thế xoái ca mà." "Thịnh thế xoái ca không phải em cũng không thích hay sao?" Lôi Đình Lệ giọng điệu kỳ quái hỏi lại. Trì Ngữ Mặc rũ mắt xuống, mắt của Lôi Đình Lệ hiện lên vẻ ảm đạm. "Đúng là em không thích." Trì Ngữ Mặc không nói gì, cũng không trả lời anh, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Điện thoại di động của Lôi Đình Lệ vang lên. Anh nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại, trong mắt lóe lên một đường sáng. Nhìn về phía sau xe, một chiếc xe gắn máy mặc bộ đồ bảo hộ màu đen đi theo phía sau xe. Chỉ ngỡ mặc cũng nhìn về phía sau xe. Sao vậy? Người chạy xe máy cảm giác mình đã bị phát hiện, chuyển hướng quẹo vào một con hẻm nhỏ. Chỉ ngỡ mặc phát hiện có gì đó khả nghi, lại hỏi lần nữa. Chuyện gì vậy? Em còn nhớ hôm qua đột nhiên Úc Tăng Lan tìm tới không? Lôi đỉnh lệ hỏi. Ừ. Trì ngỡ mặt lên tiếng. Úc Tăng Lan nói có người lạ nhắn tin cho cô ấy. Anh còn tưởng có người theo dõi anh. Nhưng thật ra không phải anh, mà người luôn bị theo dõi là em. Lôi đỉnh lệ trầm giọng nói. Trong lòng trì ngỡ mặt trầm xuống. Luôn có người theo dõi em sao? Đúng vậy. Lôi đỉnh lệ xác định. Lẽ nào là bạn họ? Trì ngỡ mặt nghĩ mà sợ, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Đúng là có người đi theo Em nói bọn họ là ai Lôi đình lệ truy vấn Không biết lúc ở Tân Châu tôi bị Phùng Như Ngọc bắt cóc Rồi có một đám người không biết là ai xuất hiện đưa tôi đi Tôi nghĩ là đám người đó Nhưng tôi không biết Bọn họ bắt cóc tôi để làm gì Trì ngữ mặc không giải thích được nói Nét mặt lôi đình lệ Trở nên trầm trọng hơn nhiều Trước đó Thường Quân Khao Đã bắt cóc Trì ngữ mặc Nên lúc ở Tần Châu không thể nào lại là Thường Quân Khao hắn ta không nhất thiết phải làm như vậy. Ngoại trừ bà ta, em còn đắc tội với ai không? Trì ngữ mặc lắc đầu. Cô chỉ cố gắng làm việc, không đắc tội với ai, ngoại trừ. Trì ngữ mặc đột nhiên nhớ tới một người, nhìn chằm chằm vào lô đỉnh lệ, chỉ vào anh ta. Lô đỉnh lệ nắm chặt tay của trì ngữ mặc. Người của anh nếu không có lệnh của anh, sẽ không dám đi theo em. Bả lại nếu là anh, thì tại sao không báo cho Úc Tăng Lan chứ? Anh hoài nghi là người của Tống Nghị Nam. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói, "Không có khả năng." Trì Ngữ Mặc lập tức cự tuyệt, "Lần trước tôi bị bắt cóc, gọi cho anh anh không nghe máy, tôi gọi cho Nghị Nam, Nghị Nam liền đến cứu tôi, còn xem chút nữa bị đâm chết, không thể nào là anh ấy được." Lôi Đình Lệ suy nghĩ gì đó, "Lần đó em gọi anh là em bị bắt cóc sao? Em chưa từng nói với anh. Chuyện đã qua, nhắc lại làm gì?" Trì Ngữ Mặc rũ mắt xuống, nhớ tới hôm đó Lôi Đình Lệ tuyệt tình với cô như thế nào, trong lòng có chút không thoải mái. Cô gái hôm đó là Úc Tăng Lan sao? Là vợ của ba anh. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. Hử? Trì ngữ mặc trấn kinh. Lôi Đình Lệ qua lại với vợ của ba anh ta sao? Anh đi vào khu quân đội, theo quy định không được đem điện thoại, nên không giữ điện thoại bên cạnh. Lôi Đình Lệ giải thích lần thứ nhất. Trì ngữ mặc nhíu mày. Khu quân đội Tân Châu à? Cô không nhớ ở Tần Châu có khu quân đội ở thành phố khang lãng đi suốt đêm có một số việc phải giải quyết anh không biết chuyện em bị bắt cóc thật xin lỗi lôi đỉnh lệ trầm giọng nói thật xin lỗi ba chữ này không dễ gì anh nói ra miệng vậy mà lần này anh nói ra thật dễ dàng trong lòng trình ngữ mặc cũng có chút nặng nề lúc trước còn nghĩ là anh đang ở bên cạnh người phụ nữ khác nên không nghe điện thoại của cô thì ra là anh đi vào khu quân đội điện thoại không ở bên tại sao anh không nói với em một tiếng nói một tiếng là được rồi Trì ngữ mặt nhớ lại hôm đó Vẫn còn cảm thấy ủy khuất Trước giờ anh không nói chuyện của anh cho người khác biết Và lại chuyện lần đó rất quan trọng Phải được giữ bí mật Nói với em em cũng không giải quyết được gì Chỉ làm cho em thêm lo thêm Anh không thích người khác phải gánh vác trách nhiệm Vốn dĩ anh phải là người gánh vác Lô Đình Lệ giải thích nói Trì ngữ mặt không nói gì cúi đầu Hôn nhân mà cô muốn là không có bí mật Đối phương có gì cũng nói với cô Cô có gì cũng chia sẻ với đối phương giúp đỡ lẫn nhau, sống tới bạc đầu. Đối với Lô Đình Lệ mà nói, cô chỉ là vướng bận tay chân. Anh không nói với cô, cô cũng không hỏi lại. Xác thực mà nói, cô đúng là không thể làm được gì cho anh. Lô Đình Lệ nhìn ánh mắt ảm đạm của cô, nắm tay cô, nắm rất chặt, giọng nói ôn nhu. Về sau có chuyện gì, anh cũng sẽ nói với em. Bảo đi, người biết quá nhiều bí mật thường chết sớm lắm. Tốt nhất tôi cái gì cũng không biết, để sống thọ một chút. Trị ngỡ mặc vừa cười vừa nói rút tay lại trong lòng lôi đình lệ căng thẳng anh muốn cô biết muốn cô bước vào thế giới của anh xoay người lần nữa hôn lên môi cô Trị ngỡ mặc cảm thấy rất xấu hổ dù sao cũng đang có lý hạo ở đây đúng là lý hạo cũng đang cảm thấy rất xấu hổ bình thường lôi đình lệ tùy tiện liếc anh một cái cũng cảm nhận được sự khinh thường bá đạo bây giờ thì anh cố gắng không nhìn bọn họ lôi đình lệ hôn ba phút mới chịu buông ra môi của trình ngữ mặc bị hôn tới đỏ lên bầu không khí lập tức trở nên rất kỳ lạ trì ngữ mặc nấc lên chai miệng mặt đỏ bừng Lô đỉnh lệ mở nắp chai nước suối đưa cho cô cô cũng không từ chối nhận lấy chai nước uống ừng ực một hơi cuối cùng cũng cảm thấy dễ thở hơn lý hạo dừng xe lại trì ngữ mặc kinh ngạc nhìn ra bên ngoài sao anh biết em hẹn sư phụ ở đây em đâu có nói cho anh biết cô nhớ kỹ chưa hề nói chẳng lẽ đã nói rồi sao? Từ khi mang thai, cô cảm thấy trí nhớ của mình tuột dốc không phanh, có lúc còn như mơ mơ màng màng. Trước kia, cô luôn cảm thấy mình rất thông minh, tại sao sau khi mang thai, trí thông minh như bị ai ăn mất vậy? Em muốn anh vào chung với em hay là ngồi bàn riêng? Lôi đỉnh lệ đổi chủ đề. Ngồi riêng đi, nếu sư phụ biết em mang thai con của anh chắc sẽ bị dọa ngất mất. Trì ngữ mặc nói. Lôi đỉnh lệ khẽ cười. Cô ấy không yếu đuối như em nghĩ vậy đâu. A, Trì ngỡ mặt xuống xe gãi đầu một cái Túi của em kìa Lôi đỉnh lệ nhắc nhở Trì ngỡ mặt xoay người nhận lấy cái túi Cô có cảm giác mình đúng là bị đần đi rồi Cô đi tới phòng ăn Sư phụ đã tới Cô đi về hướng của Trương Vân Huệ mỉm cười Trương Vân Huệ cũng rất khách sáo nhẹ gật đầu Sư phụ tới sớm quá vậy Trì ngỡ mặt cười nói Sư phụ đã gọi gì ăn chưa Chưa không vội chờ em tới rồi gọi luôn Trương Văn Huệ khẽ cười nói đưa tay lên Nhân viên phục vụ đi tới Cô đưa menu cho Trì Ngữ Mặc Em xem xem muốn ăn gì nào Vậy em chọn món cho sư phụ luôn nhé Trì Ngữ Mặc vui vẻ nói Ừ Trương Văn Huệ tính tỉnh tốt Lên tiếng Tính tỉnh của Trương Văn Huệ càng tốt Trì Ngữ Mặc càng cảm thấy ái náy Lúc trước cũng vì giúp đỡ cho cô Mà sư phụ tới thành phố Thanh Đài Còn bị nhốt mấy ngày Bây giờ sư phụ muốn mở công ty Cô không giúp được gì Ngược lại còn cản trở Trì ngỡ mặc gọi món xong đưa menu cho Trương Văn Huệ Sư phụ xem thử con muốn gọi gì thêm không Không cần đâu Trương Văn Huệ uống trà nói Gần đây công ty sư phụ thế nào Trì ngỡ mặc mở miệng hỏi trước Dù gì cũng phải nói sơ về tình hình Cô tìm cách mở đầu cuộc nói chuyện Trương Văn Huệ cười Nhờ hồng phúc của em rất thuận lợi Ơ à, phúc của em á Em đâu có làm gì Trì ngỡ mặc cảm thấy có lỗi nói Lời tổng đã nói hết cho chị biết Trương Vân Huệ nói thẳng Anh ấy nói cho chị biết cái gì Chị ngỡ mặt không hiểu Chị không ngờ anh ấy là bạn trai của em Hèn gì mình bị bắt ở thành phố Thanh Đài Anh ta chỉ cần nói một tiếng Trong vòng một ngày mình đã được thả Còn đám sâu bảo Chu Trí Long thì bị bắt bỏ tù Trương Vân Huệ khẽ cười nói Cũng không hẳn Anh ấy không phải là bạn trai của em Chỉ là bạn trai cũ thôi Chị ngỡ mặt xấu hổ nói Tiểu Mặc phải giữ cho kỹ, anh ta có thể vì em mà làm nhiều chuyện như vậy, chứng tỏ anh ta rất yêu em rất nhiều người mơ ước được gặp anh ta gặp được anh ta một lần đã là diễm phúc vinh hạnh cả đời lý diễm đến chết cũng chưa từng được gặp anh ta anh ta là mẫu đàn ông lý tưởng mà bao cô gái mơ ước đó trương văn huệ khuyên nhủ em với anh ta không phải như sư phụ nghĩ đâu anh ta có bạn gái rồi em chỉ là mang thai con của anh ấy nên được anh ấy chăm sóc thôi chỉ ngữ mảng giải thích Vậy em càng phải tranh thủ Nếu em có thể cùng anh ta ở bên nhau Thì sau này con em sinh ra Sẽ có ba lẫn mẹ, gia đình hoàn chỉnh Nếu không sao em biết vợ của anh ta Có yêu thương con của em hay không Cho dù là có Thì sau này cô ta có con riêng của mình Cũng sẽ nảy sinh tâm tư thôi thảo mô là vậy mà Trường Vân Huệ khuyên nhủ Em không làm được đâu Đàn ông như Lô Đình Lệ với phụ nữ như em Không xứng với nhau đâu Tại sao không xứng Chị cảm thấy rất xứng mà Chỉ là xuất thân của em không được tốt lắm thôi không phải, em với anh ấy không có tiếng nói chung. Trương Vân Huệ nở nụ cười khổ. Chị với bạn trai cũ của chị rất có tiếng nói chung. Cuối cùng thứ mà anh ấy thích lại là một cái bình hoa. Sư phụ. Trương Vân Huệ cười. Huống chi em còn không phải là cái bình hoa. Em có giá trị cao hơn bình hoa. Trí thông minh cao hơn bình hoa. Nhân phẩm nhân cách cũng cao hơn cái bình hoa. Sư phụ nói đến em sắp bay lên trời luôn rồi. Em đâu có tốt đến vậy. Trì ngỡ mặt ngượng ngùng nói cho nên từ nay về sau ngày nào em cũng phải cố gắng để trở thành vợ của lô đình lệ về phía bên chị em không cần phải lo khi nào em trở về cũng được thật lòng chị cũng muốn em làm việc bên văn phòng luật sư lôi nặc sẽ học được nhiều thứ hơn bên đó đều là tinh anh xuất chúng tài năng hơn chị rất nhiều sư phụ cảm ơn sư phụ mặc dù sư phụ không phải ba mẹ em nhưng luôn chỉ dạy em định hướng đường đi giúp em Chỉ ngỡ mặc biết ơn nói làm chuyện gì cũng phải thử một lần, cho dù không thành công cũng không thẹn với lòng, chưa thử đã từ bỏ thì làm chuyện gì cũng không thành công được. Trương Vân Huệ ý vị thâm trường nói, chỉ ngữ mặc sờ bụng của mình có chút hoảng hốt, cô đúng là phải tranh thủ sao? Bên cạnh Lô Đình Lệ đã có Úc Tăng Lan, nếu như em xen vào hình như không được tốt lắm. Chỉ ngữ mặt mơ hồ nói Em cảm thấy có lỗi với Úc Tăng Lan Vậy có cảm thấy có lỗi với con của em không? Đến con ruột của mình mà em còn có lỗi được Thì ngại gì một người dành nam nhân với em chứ Nếu Lô Đình Lệ không muốn Em dành cũng không được Nếu Lô Đình Lệ muốn em dành làm gì Trì ngữ mặt thất vọng nói Vì con của em, tiểu má gà Chẳng ai hoàn mỹ cả Không có ai là không phạm sai lầm Không có ai là không làm chuyện xấu Nếu làm chuyện xấu mà có ý nghĩa Thì em cũng phải xem xem Nó là đúng mà tiếp tục làm Nếu không sau này con của em sẽ hận em Cuộc sống em trải qua chỉ có đau khổ và hối hận thôi Trương Văn Huệ tiếp tục khuyên nhủ Chỉ ngỡ mặc hít một hơi thật sâu Lần nào nói chuyện phiếm với sư phụ Cô cũng ngộ ra được rất nhiều thứ Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên Lúc ấy chị buông tay rất thoải mái Chị cứ nghĩ chị làm đúng Nhưng bây giờ thấy bọn họ vui vẻ hạnh phúc Chị thì cô đơn lẻ loi một mình Chị thật sự hối hận tại sao lúc đó Chị lại buông tay một cách dễ dàng như vậy Lúc đó chị nên nổi điên Náo một trận thật lớn Chứ không phải hôm nay ngồi đây trách cứ chính mình Tiểu Mặc, sư phụ là người từng trải, em thành toàn cho họ, họ sẽ không biết ơn em hay nhớ tới em đâu. Chỉ có em tự ngồi dài vò chính mình, tự mình hối hận thôi. Đặc biệt là khi con em bị mẹ kế khinh thường bạc đãi, em sẽ càng hối hận vì hôm nay đã không cố gắng. Ngữ khí của Trương Văn Huệ trở nên trầm trọng. Trị ngữ Mặc như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Trương Văn Huệ. Sư phụ là muốn tốt cho cô. Từ lúc bọn họ bắt đầu nói chuyện cho tới giờ, sư phụ là muốn tốt cho cô sư phụ hy vọng cô sẽ được hạnh phúc cô đã hiểu cô suy nghĩ chắc là cô đã bị thuyết phục rồi năm đó cô nhìn thấy tống nghị nam và tần dĩ thuần ở bên nhau phản ứng đầu tiên của cô là thành toàn cho họ tự mình ôm nỗi đau tự đè nén cảm xúc của mình để họ được hạnh phúc từ đó tự mình lo cho mình thế nhưng mà cho đến tháng trước cô mới biết cô luôn hiểu lầm tống nghị nam nếu như lúc đó cô không rời đi vẫn níu kéo tống nghị nam thì giữa họ chắc là đã không hiểu lầm nhau lâu như vậy. Bây giờ đã thành đôi với nhau rồi. Cô sẽ không gặp Lô Đình Lệ, không mang thai con của Lô Đình Lệ, cũng sẽ không thích Lô Đình Lệ. Bây giờ, lần nữa vận mệnh bày ra ở trước mặt cô. Cô sẽ phải tranh thủ vì con của mình. Em sẽ thử xem, nhưng mà... Không có nhưng mà, chỉ cần anh ta chưa kết hôn, em vẫn còn có cơ hội tranh thủ hạnh phúc vì con của mình. Trường Vân Huệ khích lệ. Vâng ạ, Trình ngữ mà gật đầu Sư phụ, mình ăn thôi Em ăn nhiều thêm chút, bây giờ em đang mang thai Không phải chỉ ăn cho mình em nữa đâu Đứa con trong bụng cũng phải ăn đó Ăn nhiều một chút, sau này đứa con đẻ ra sẽ trầm tính Trương Văn Huệ mỉm cười nói Sư phụ cũng nên ăn nhiều một chút Mở công ty rất vất vả Đừng để mệt mỏi quá mà ngã bệnh Trình ngữ mặc khuyên nhủ Trương Văn Huệ mỉm cười Bây giờ chị cũng không tính là bận rộn, được làm điều mình thích mà, cũng không phải ủy khuất gì. Bận rộn cũng là vì bản thân thôi. Thà bận rộn một chút để cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Cũng phải, em đang tiếp nhận một vụ án ở văn phòng luật sư lôi nặc, hy vọng bản thân cũng có thể bận rộn lên. Trì ngỡ mặt, tự động viên mình. Trương Văn Huệ mỉm cười. Em bây giờ phải nghĩ cho con em nhiều hơn, đừng để mình xúc động quá. Có gì nghĩ không thông thì gọi cho chị. Cảm ơn sư phụ ăn một bữa cơm với trương văn huệ cô cảm thấy mình đã thông suốt rất nhiều điều cô đi tính tiền lôi tiên sinh đã thanh toán rồi ạ à? nhân viên phục vụ khẽ cười nói trương văn huệ cười không ngờ lôi đình lệ lại chu đáo tới vậy nhưng mà anh ta cũng tới đây à à khuôn mặt trì ngữ mặc ửng hồng có tới nhưng em không để anh ấy ngồi chung bàn với mình em làm chị mất đi cơ hội giao lưu với nhân vật lớn rồi sau này chị làm được một chút thành tích sẽ hẹn bọn em ra ăn cơm nhất định phải nhận lời mời đó Trương Văn Huệ nói đùa Lần sau em thấy anh ấy rảnh sẽ hẹn sư phụ Chị chờ uống rượu mừng của em Em đi tìm anh ta đi Nhớ kỹ những lời chị nói Trương Văn Huệ cười rồi đi trước Chỉ ngữ mặc hít một hơi thật sâu Đi ra ngoài đã thấy xe của Lý Hạo Cô đi tới mở cửa xe Lô đỉnh Lệ đang ngồi ngả người nghỉ ngơi Cô đoán hôm qua Anh đã không được nghỉ ngơi tốt Thức thì muộn hơn cô Mà dậy lại sớm hơn cô Cô đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng Suy nghĩ một chút khẽ nói Lý Hảo, anh đưa anh ấy về công ty đi, tôi tự bắt xe về được rồi. Trì ngữ mạc nói xong thì mở cửa xe, định rời đi. Lôi đỉnh lệ nắm tay cô mở to mắt. Cùng về đi, chiều nay em không cần đến văn phòng luật sư lôi nặc, cũng không cần đến thịnh thiên, cùng anh nghỉ ngơi một chút. Vâng, trì ngữ mạc đáp, không xuống xe. Lý Hạo lái xe, lôi đỉnh lệ nắm tay trì ngữ mạc nói. Hai ngày nay vẫn ở lại khách sạn, chung cư đã mua xong rồi, cũng đã sửa sang xong, nhưng cần thời gian để bay bớt mùi, giờ em với con qua đó không tốt. Thật ra không cần ở khách sạn phiền phức như vậy, em ở nhà bà nội là được rồi. Mấy ngày nay em không về nhà, hẳn là bà nội rất mong. Anh đã nói với bà rồi, nói em đang ở chung với anh, bà cầu còn không được, sẽ không tức giận đâu. Nhưng mà em không có quần áo để thay, đồ em đang mặc bây giờ cũng là của Lâm Miễu. Trình ngữ mặc khổ sở nói. Lôi đình lệ nhìn về phía Lý Hạo, Chiều nay cậu tới nhà bà nội lấy vài bộ quần áo của trì ngữ mặc đi. Vâng. Lý Hạo đáp. Chỉ chốc lát, Lý Hạo đã dừng xe ở trước cổng khách sạn của Lôi Nặc. Từ lần đụng mặt Úc Tăng Lan ở đây, trì ngữ mặc luôn nghĩ tới mà thấy sợ. Hôm nay ở đây sao? Lần trước là anh sơ sót, lần này anh đã lấy hết phòng của tầng 21. Thang máy với lối thoát hiểm cũng sẽ được sắp xếp ổn thỏa, sẽ không ai lên tầng 21, bao gồm cả đầu bếp. Và lại nếu Úc Tăng Lan đến, sẽ có người thông báo cho anh biết không có việc gì đâu, em cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt đi. Lôi Đình Lệ nói. Chỉ ngữ mặc hít một hơi thật sâu, nhìn Lôi Đình Lệ. Cô định hỏi anh có định cưới cô hay không? Nhưng cô không dám hỏi, sợ sẽ phải nghe câu trả lời mà mình không mong muốn. Cuối cùng chỉ còn mình cô, ôm nỗi thất vọng. Vậy được rồi. Cuối cùng chỉ ngữ mặc cũng không hỏi được. Cô đi theo Lôi Đình Lệ lên tầng 21. Điện thoại di động của Lôi Đình Lệ vang lên. Anh nhìn thấy là Hồng Viêm gọi đến, lập tức bắt máy. Nói thế nào? Lôi tổng đã bắt được người, hắn đã chụp được rất nhiều hình của hai người, hình hai người đi ăn cũng có, nhưng chụp rất mờ. Có cả ảnh chụp hai người vào khách sạn nhưng chưa kịp gửi đi. Lịch sử liên lạc đã bị xóa sạch, không biết hắn liên lạc với ai. Hồng Thiêm báo cáo, mang hắn đi, hỏi cho ra ai là người đứng sau chỉ điểm, tôi không tin không hỏi được. Lôi Đình Lệ ra lệnh. Lôi tổng Tiểu từ đó như con cá chạch vậy, đã bỏ chạy mất rồi, tôi đang cho người đuổi theo, Lát nữa tôi sẽ báo cáo với anh Hồng Viêm nói rồi cúp điện thoại Lôi đỉnh lệ đi đến bên cửa sổ Nhìn ra đường lớn Chỉ ngữ mà không hiểu đứng ở bên cạnh anh Cũng nhìn ra ngoài Cô nhìn thấy có rất nhiều người đang chạy Có người không quan tâm xung quanh Chạy ra đường lớn bị xe đụng Chỉ ngữ mà khốt hoảng che miệng lại Lôi đỉnh lệ chỉ nhướng mày Điện thoại di động của anh vang lên Lôi đỉnh lệ nghe máy Hồng Viêm báo cáo Không hay rồi Lôi Tổng Tiểu tử đó chạy ra đường gây tai nạn giao thông rồi Tôi thấy rồi, anh tranh thủ thời gian cứu người đi, nhất định phải cứu cho được anh ta. chỉ ngữ mặc nhìn về phía lôi đỉnh lệ. Là người của anh đụng à? Không phải, xảy ra ngoài ý muốn là người khác đụng. Lôi đỉnh lệ giải thích nói. Vậy tại sao người của anh lại đuổi theo hắn ta? chỉ ngữ mặc lại hỏi. Hắn ta luôn đi theo em, bắt được hắn sẽ biết ai là người muốn theo dõi em. Lôi đỉnh lệ kiên nhẫn giải thích. À, chỉ ngữ mặc đã hiểu. Cô xoay người, ngồi trên ghế salon, nghĩ nghĩ, tìm kiếm thông tin trên mạng. Phụ nữ mang thai có phải sẽ ngốc đi không? Một nhóm cư dân mạng trả lời rất nhiệt tình. Phụ nữ mang thai sẽ bị đần, một lần mang thai ngốc 3 năm, sau 3 năm sẽ từ từ hồi phục. Trì ngữ mặc lại tìm kiếm tiếp. Tại sao phụ nữ mang thai sẽ bị ngốc? Lôi đỉnh lệ ngồi bên cạnh cô, liếc mắt nhìn thấy được câu hỏi mà cô đang tìm kiếm. Dân mạng nói thế này, phụ nữ mang thai biến hóa rất lớn, nhất là sự biến đổi cực lớn của hormone môn trong cơ thể càng quyết liệt giống như tàu lượn siêu tốc. Cortisol trong cơ thể đã tương đương với một bệnh nhân bệnh trầm cảm. Những hóc môn này cung cấp sự bảo đảm về vật chất tất yếu cho sự sinh trưởng của thai nhi, thậm chí là việc sinh em bé. Nhưng với người mẹ mà nói chưa hẳn là chuyện tốt. Dưới những ảnh hưởng của hóc môn này, dung lượng não của phụ nữ mang thai thậm chí sẽ giảm xuống. Dung lượng não của phụ nữ trong thời gian mang thai sẽ giảm xuống 4%. Hình như cô thấy ở đâu rồi, nói là sự phát triển của đại não của một người cũng chỉ từ 4 đến 8%, còn giảm xuống 4%, vậy còn lại bao nhiêu? Trước đó cô xem tin tức nói một người phụ nữ mang thai đã quên mất nhà ở đâu. Lúc ấy cô còn cảm thấy kinh ngạc, bây giờ xem ra người này vốn chỉ có 4%, sau khi giảm xuống thì không còn nữa. chỉ ngỡ mặt thở dài, phát hiện bên cạnh mình có chút khác thường, nhìn sang bên cạnh, Lô đỉnh lệ cũng nhìn thấy nội dung mà cô đang tìm kiếm. Cô thật đúng là phản ứng chậm, lẩm bẩm nói. Em bị ngốc mất rồi. Vô dĩ cũng không thông minh. Lâu Định Lệ trầm giọng nói. Không phải anh nói muốn ngủ một lát sao? Trình ngữ mặc chuyển đề tài. Ừ, ngủ một lát. Anh đứng lên, liếc nhìn cô. Trình ngữ mặc nháy nháy mắt so với bình thường, phản ứng chậm hơn mấy nhịp. Nhớ ra anh kêu cô ngủ với anh. Vừa rồi thúc giục anh ấy đi ngủ, có loại cảm giác không thể chờ đợi mà muốn được ngủ cùng anh. Trình ngữ mặc phiền não Cô mới mang thai không lâu đã bị ngu rồi Nếu như mang thai mấy tháng Vậy sẽ ngu bao nhiêu đây Cô chậm rãi đứng lên Lôi đình lệ nở nụ cười cương chiều nhìn cô Ngốc chú cũng tốt Bình thường quá lanh lợi Vừa rồi anh có nói em không thông minh Trình ngữ mặc nghiêng đầu nói Thấy em không vui mới nói em lanh lợi Lôi đình lệ nắm tay cô đi Vào trong phòng Giường trong phòng rất lớn Bên ngoài cửa sổ còn có một ban công nhỏ Mở cửa sổ ra, có lẽ là do gió từ nơi khác nổi lên, gió thật to, trong mùa hè oi bức ngược lại mang đến một chút mát lạnh, thật là bao nơi vui vẻ, bao nơi sầu. Có lẽ đời người chính là như vậy, bởi vì bão tới, những nơi bị bão mưa to gió lớn, đi làm, đi đâu cũng khó khăn, thế nhưng sống ở nội địa như họ lại bởi vì bão ở nơi khác cảm thấy thời tiết dễ chịu. Một vụ kiện, hai bên luật sư, người thắng thì vui vẻ, người thua thì uể oải người thắng có tiền người thua không có tiền một trận bóng hai đội đội thắng vui vẻ đội thua buồn đội thắng có tiền có vinh dự đội thua không có tiền còn mất mặt cho nên sự việc vốn chính là từ hai phía cô thắng đứa bé sẽ có được hạnh phúc úc tăng lan sẽ thua sư phụ nói đúng nếu như cô không chiến mà bại về sau đứa bé bất hạnh sẽ oán hận cô cô cố gắng tận lực mới không thẹn với lòng sau này đứa bé biết sự thật cũng sẽ không trách cô đứng ở đó suy nghĩ gì vậy lôi đình lệ đã nằm lên giường không hiểu hỏi trì ngữ mặt đi về phía anh không phải anh thông minh sao anh đoán xem trì ngữ mặc thấy anh nói không ra lời ngược lại cảm thấy buồn cười cười một cách không khách sáo nằm bên cạnh anh lôi đình lệ quay người tay khoác lên eo cô nhìn cô thật sâu trì ngữ mặt cũng nhìn anh từ ánh mắt mũi đến bờ môi của anh lôi đình lệ tới gần cô hôn lên môi cô Trì ngữ mặt cũng nhắm mắt lại Ôm lấy lương anh, hôn trả lại anh Lôi đỉnh lệ kinh ngạc nhìn về phía cô Mặt trì ngữ mặt phiếm hồng Giải thích nói Em nghe nói ba mẹ tình cảm tốt Con cái mới xinh đẹp ừ. Lôi đỉnh lệ lên tiếng Lần nữa hôn lên môi cô Hôn một hồi lâu mới buông ra Trì ngữ mặt hắng tặng một cái Anh chiều nay không đến công ty sao Công ty là của anh, anh muốn đến thì đến Không muốn đến thì sẽ không đến Ai có thể quản được anh Lôi đình lệ nói Trì ngữ mặt cười Cảm giác thật ngạo mạn Đợi em được 3 tháng chúng ta đi mandi đi pin chơi Có thể dẫn theo ba mẹ em đi Lôi đỉnh lệ trầm giọng nói Bệnh của chị em dễ tái phát Không dám tùy tiện đi ra ngoài chơi Mẹ em phải chăm sóc chị em Cũng không dễ ra ngoài Trì ngữ mặc giải thích nói Vậy chúng ta đi trước Đợi chị em khỏi bệnh rồi sẽ cùng đi Như thế em sẽ có thể làm hướng dẫn viên nhỏ của họ rồi Lôi đỉnh lệ nói nghe ra không tệ, cứ vui vẻ quyết định như vậy đi. Ngủ thôi, em buồn ngủ rồi. Trì ngỡ mặt cười hì hì lật người đưa lưng về phía anh, lôi đỉnh lệ ôm eo cô kéo cô về bên cạnh mình. Lúc cô không vui, lời nói ra tựa như mũi tên vậy, có thể đâm tim anh bị thương, khiến anh luôn cảm thấy không được thoải mái, chuyện gì cũng không làm được. Lúc cô vui, thuận theo anh nói vài câu, anh giống như có được sao trên trời, tâm trạng vui hẳn, dễ chịu thoải mái. Anh cúi đầu hôn tóc của cô, nhắm mắt lại, nặng nề mà ngủ. Trình Ngữ Mặc tỉnh lại, nhìn trời đều tối tăm mờ mịt, cô ngủ bao lâu rồi? Quay đầu, Lôi Đình Lệ cũng ngủ bên cạnh cô, vẫn nhắm mắt lại. Anh mệt mỏi bao nhiêu, bây giờ còn chưa tỉnh. Trình Ngữ Mặc nhìn dung nhan tuyệt thế của anh, nếu con cô lớn lên giống anh, mặc kệ là con gái hay là con trai, cũng có thể mê chết người ta, gen không tệ, nói không chừng là nhân tài mới nổi trong tương lai. Cô lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hình. Lô đỉnh lệ thật đúng là 360 độ không có góc chết, dù là không cần làm đẹp cũng đẹp. Điện thoại di động của cô vang lên, Trì Ngữ mặc giật nảy mình, lập tức ấn quay đầu, thấy Lô đỉnh lệ không tỉnh, cô ra ngoài đến vườn treo. Trong hoa viên vẫn y như lần trước, màn chống mũi không tháo ra, bên trong có cái ghế, cái bàn. Trì Ngữ mặc đi vào, ngồi xuống ghế mới bắt máy nghe. "Tiểu Ngữ." Tống Nghị Nam gọi nghe được giọng nói của anh cô sẽ cảm thấy bi thương có một số người bỏ lỡ rồi chỉ có thể bỏ lỡ vâng trì ngữ mặc đáp anh đến thành phố a rồi tối nay có rảnh không cùng nhau ăn bữa cơm tống nghị nam mới nói xét về tình nghĩa trong quá khứ cô nên đi tống nghị nam đối với cô không tệ còn vì cô mà bị thương luôn giúp đỡ cô nhưng xét về lập trường tống nghị nam còn thích cô cô đi sẽ khiến anh hiểu lầm cũng sẽ cho anh hy vọng cuối cùng chỉ có thể làm anh tổn thương. Thật xin lỗi anh, Nghị Nam, hiện đang em quen với Lô Đình Lệ, nếu như em đi gặp anh sẽ không có lợi với anh. Trình ngữ mặc giải thích nói, anh ta lấy tương lai của anh uy hiếp em sao? Tống Nghị Nam suy đoán nói, bình tĩnh, trong giọng nói của anh, cô nghe không ra tâm trạng của anh. Là em mang thai con của anh ấy, em cảm thấy gặp anh không công bằng với anh. Nghị Nam, anh rất ưu tú, sau này nhất định sẽ tìm được người con gái vô cùng giỏi giang. Em không xứng với anh, đừng chờ em." Trì Ngữ Mặc nói thật lòng. "Anh hiểu, anh không phải dùng thân phận là người theo đuổi em mà lấy thân phận là bạn của em, dù sao thì chúng ta cũng không có thật sự bắt đầu, em sẽ không quyết định không qua lại với anh nữa chứ?" Tống Nghị Nam vừa cười vừa nói, Trì Ngữ Mặc trầm mặc. "Được rồi, anh không ép em, chừng nào em rảnh, lúc tiện mới hẹn anh cũng được, anh cũng không muốn bởi vì anh mà ảnh hưởng đến tình cảm của em và bạn trai em." tống nghị nam nhẹ nhõm nói anh nói như vậy ngược lại giống như cô tự mình đa tình xấu hổ đỏ mặt vậy hôm nào đó em mời anh ăn cơm ừ nếu em cảm thấy có lỗi với lôi đình lệ hay là gọi anh ta đi chung đi tống nghị nam đề nghị tính tình của lôi đình lệ luôn bất định cô không dám cũng cảm thấy có lỗi với tống nghị nam anh cứu cô tình nghĩa của chủ nhà cô cũng không làm được hôm nào đó em mời anh ăn cơm Trì ngữ mặc nói lần nữa Giống như là nói cho mình nghe vậy Được vậy nhá bye bye Tổng nghị nam đã cúp điện thoại Trì ngữ mặc hít sâu một hơi Nằm trên bàn Trong đầu thật ra là một mảng trống rỗng Nếu như con người đều có thể có lý trí Đều có thể biết phải làm sao là chính xác Cũng không cần phải phiền não và khó chịu Cô nằm hơn một tiếng Trời đã tối Đứng dậy trở về phòng Đẩy cửa phòng của lôi đình lệ ra Anh đã không còn ở đây Cô dừng một chút anh đã đi rồi sao? Lôi đình lệ. Trì ngữ mặc gọi, không có ai trả lời cô. Cô gọi điện thoại cho lôi đình lệ, tiếng chuông reo năm lần, lôi đình lệ mới nghe. Anh có việc, mấy ngày nay phải đi công tác. Vâng, em biết rồi. Trì ngữ mặc đáp, lôi đình lệ nhanh gọn cúp máy. Trì ngữ mặc có chút hoảng hốt, cũng cảm thấy trong lòng bất an cô đơn. Anh cúp điện thoại, cúp rất nhanh, nhanh đến giống như cú điện thoại này của cô, anh vốn là không muốn nghe. Sư phụ kêu cô tranh thủ, cô nên ra tay thế nào đây? Lôi Đỉnh Lệ là một người lý trí cao hơn tất cả, cô không giải quyết được, cho nên lại muốn rút lui. Thì ra rút lui không phải là bởi vì muốn rút lui, mà bởi vì không nhìn thấy hy vọng. Cũng tốt, vừa hay, cho cô thời gian trả lại ân tình cho Tống Nghị Nam. Nhưng cô đi một mình, tự mình gặp anh, không thích hợp cho lắm. Cô gọi điện cho Lâm Miễu trước. Tiệm mặc! Lâm Miễu gọi, còn có tiếng cô đang được ăn truyền tới từ đầu dây bên kia. Miễu Miễu, tớ lát nữa hẹn Tống Nghị Nam ăn cơm, cậu đi với tớ nhé. Trì Ngữ Mặc nói thẳng. Tiếng ăn ở đầu bên kia Lâm Miễu ngừng lại. Tiểu Mặc, Lô Đình Lệ và Tống Nghị Nam, rốt cuộc cậu muốn người nào? Cậu đừng tham nhé, chỉ có thể chọn một thôi, nếu không sẽ là thuyền trong mương đó. Cậu nghĩ đi đâu thế hả? Nếu tớ muốn tiến triển với Tống Nghị Nam thì sẽ không gọi cái bóng đèn lớn như cậu đi. Tớ mời anh ta ăn cơm là bởi vì anh ta đến thành phố A rồi, Trước đó, anh ta đã giúp tớ rất nhiều, bị thương cũng là vì tớ, nếu như một bữa cơm tớ cũng không mời, chẳng phải là quá vô tình sao?" Trì Ngữ mặc giải thích nói. "Nếu để Lô Đình Lệ biết, nhất định sẽ tức chết." Lâm Miễu nhắc nhở. "Anh ta đi công tác rồi, cho nên mấy ngày nay cũng sẽ không ở đây, hôm nay đi rất vội, nếu như lúc này tớ không mời, chờ sau này, ngay cả cơ hội mời cũng không có." "Cũng đúng, vậy được, tớ đi với cậu, hai người hẹn ở đâu?" Lâm Miễu hỏi. Tớ còn chưa hẹn, bây giờ hẹn, lát nữa gửi tin báo cậu biết. Chỉ ngữ mặc nói cúp điện thoại. Cô gọi điện cho Tống nghị nam. Chuyện là, nghị nam, tối nay em mời anh ăn cơm nhé, tối nay em rảnh. Ừ, cũng được, gặp ở ngàn năm hàng đi. Ngàn năm hàng á, đó là chỗ nào? Trình ngữ mặc chưa từng nghe nơi này. Anh gửi định vị cho em. À được. Trình ngữ mặc đáp, cúp điện thoại, gọi điện thoại cho Lâm Miễu. Lâm Miễu, hẹn ở ngàn năm hàng, Cậu biết chỗ đó không? Không biết tớ gửi định vị cho cậu. Trì ngữ mặc nói. Ngàn nam hàng á, tớ biết, bình thường chỗ đó đối nội không đối ngoại, chỉ tiếp một số khách quan trọng, cậu đạt đà, quyền hạn mà lôi đình lệ cho cậu à? Lâm Miễu hiếu kỳ nói, không phải, là nghị nam đặt. Lâm Miễu đã hiểu, Tống nghị nam cũng là không phú thì quý. Kỳ thật, cậu và Tống nghị nam xứng đôi hơn, tớ thích loại người như Tống nghị nam hơn, ôn nhuận như ngọc, nghĩ cho người khác, sống với anh ta cả đời cũng sẽ không chịu ủy khuất, còn lô đình lệ kia quá lạnh, quá tàn bạo, quá kiêu ngạo Và lại tính khí còn không tốt Giống như bạo quân vậy, chung sống cũng khó Miễu miễu à Trong lòng tùy ngữ mà không thoải mái Tớ không được lựa chọn Cậu nói bây giờ đem bảo đứa con sẽ thế nào Lâm miễu nghĩ kế nói Nói không chừng cậu và tấm nghị nam càng có thể Lô đình lệ rất quan tâm đứa bé này Anh ta sẽ giết tớ Cũng sẽ không bỏ qua cho tấm nghị nam Miễu miễu, tấm nghị nam vì tớ hy sinh rất nhiều rồi tớ thật rằng anh ta tìm một cô gái khác hạnh phúc mà sống cũng không cần hại anh nữa. Trình ngữ mặc xác định nói. Ừ, um, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, bây giờ tớ qua đó, một lát cậu gửi số phòng cho tớ nhé. Lâm Miễu nói. Được. Trình ngữ mặc cúp điện thoại. Tống Nghị Nam gửi định vị tới. Phòng 302, em kêu phục vụ dẫn vào. Vâng. Trình ngữ mặc trả lời tin nhắn, cô xuống lầu, bắt xe đến ngàn năm hàng. Ngàn Nam Hàng tọa lạc ở trong công viên Hoàn cảnh xung quanh rất tốt Sau khi cô hỏi nhân viên công tác của công viên Tìm được Ngàn Nam Hàng Ngàn Nam Hàng là một nơi cổ kính Cô nhớ tới trước đó cùng Lô Đình Lệ đi qua Ở một nơi nông thôn, cũng là nơi cổ kính Nhưng khi vào cửa Lại đều là cách trang hoàng hiện đại trình ngỡ mặt đi về hướng nhân viên phục vụ Mỉm cười nói Chào chị, tôi muốn đến phòng 302, chị có thể dẫn đường không? Là phòng ai đặt? Phục vụ hỏi Tống Nghị Nam Số đuôi của điện thoại số mấy ạ? À? Phục vụ lại hỏi xem ghi chép. 3121, mời đi theo tôi. Phục vụ nói ở phía trước dẫn đường, đến lầu 4, trì ngữ mặc đi theo sau cô ta, kinh ngạc nói. Chúng ta bây giờ phải lên lầu 3, nơi này là lầu 4. Là như vậy, lầu 1 của chúng tôi là bề ngoài không tính là lầu. Phục vụ nho nhã lễ độ giải thích nói. À, trì ngữ mặc tiếp tục đi theo phục vụ. Úc tàng lan từ trong phòng ra, Trì ngữ mặc thấy cô ta hơi sững sờ Theo bản năng nhìn số phòng của cô ta Là phòng 307 Úc Tăng Lan nhíu mày Chị đến tìm Đình Lệ sao Trong lòng trì ngữ mặc hơi hồi hộp Lôi Đình Lệ cũng ở trong phòng sao Bạn tôi hẹn tôi ra đây ăn cơm Cũng trùng hợp nhỉ Đình Lệ và tôi ở đây Bạn chị lại hẹn chị ở đây Chẳng lẽ chị là cố ý theo dõi đến đây sao Úc Tăng Lan đánh giá trì ngữ mặc Quả thật không phải vậy Vậy tôi đi trước đây Trì ngữ mặc gật đầu Úc Tàng Lan nhách miệng. Đình Lệ đang bàn chi tiết chuyện hôn sự của hai chúng tôi với ba tôi. Ba ngày cũng ở đây. Nếu như chúng tôi kết hôn, sẽ mời chị uống rượu mừng. Trì ngữ mặc rủ mắt xuống, bây giờ đã biết rõ mà lý do lôi Đình Lệ không vui khi nghe điện thoại của cô rồi. Cô hiểu, anh luôn rất lý trí. Trong lòng chưa sót, tranh thủ, cô tranh thủ cái gì đây? Tranh thủ làm kẻ thứ ba sao? Trì ngữ mặc nở nụ cười. Được cô mời, là may mắn ba đời của tôi, tôi nhất định sẽ tới. <laughs> mặt cũng dày đấy Úc Tàng Lan đi về phía trước Phiền chị đưa tôi đến phòng 302 Cô nói với người phục vụ Vâng Phục vụ dẫn đường ở phía trước Trì ngữ mặc theo bản năng nhìn về phía phòng 307 Từ cửa sổ nhìn vào Nhìn một cái là thấy Lô Đình Lệ mặc một bộ vest đen Đi công tác sao? Mấy ngày sao? Trì ngữ mặc cười, hít sâu một hơi Lời của đàn ông nói Tin chính là ngây thơ Gạt người, đây là chạm đến giới hạn cuối cùng của cô anh ta có thể nói chuyện hôn sự với Úc Tăng Lan, cô sẽ không trách anh, nhưng gạt cô, hôm nay lừa gạt, ngày mai cũng sẽ lừa gạt. Lôi đỉnh lệ tại chỗ cô, bị loại triệt để. Cô đến phòng 302, Tống Nghị Nam đã ở đó, mặc áo sơ mi màu trắng, so với lần gặp mặt trước đó gầy thêm một vòng, gầy đến khiến cho người ta đau lòng. Lòng trì ngữ mặc chua xót cảm thấy thật có lỗi với anh, vành mắt hơi đỏ lên. Anh tới rất sớm. Tống Nghị Nam nở nụ cười. Anh ở ngay đây, đợi em ở trong phòng anh hay đợi em trong phòng này đều giống nhau, không bằng tới sớm một chút. Ừ. Trì ngữ mặc đáp ngồi xuống. Anh đã gọi chân gà, móng heo, còn có bánh ngô, cá xào, cá chua, tôm hộp nhỏ mà em thích ăn nhất. Ngoài ra hải sản ở đây rất nổi tiếng. Em mang thai, anh không gọi sashimi, gọi một nồi hải sản đều nấu chín. Em xem thử còn muốn ăn gì không? Tống Nghị Nam đưa menu cho cô, vành mắt trì ngữ mặc lại đỏ lên mấy phần trong lòng càng không thoải mái không dám nhìn tống nghị nam cúi đầu nói em còn gọi thêm một người bạn tới đợi cậu ấy tới mới gọi lời định lệ sao tống nghị nam hỏi không phải là lâm miễu lần trước hai người đã gặp nhau rồi trì ngữ mặc giải thích nói lần trước cô ấy đến tần châu anh nằm trong bệnh viện không dẫn cô ấy đi chơi thỏa thích lần sau nếu như cô ấy đi nữa có thể tìm anh Tống Nghị Nam vừa cười vừa nói, cầm ly nước lên, nhấp một ngụm trà chanh. Bác sĩ nói anh có thể xuất viện rồi sao? Trình ngữ mặc quan tâm hỏi. Ừ, không dám không nghe lời bác sĩ. Lần này anh tính ở lại thành phố A bao lâu vậy? Trình ngữ mặc hỏi, đánh giá khuôn mặt tuấn tú của anh. Em xem đi, công ty đầu tư bên này của anh hiện giờ làm ăn cũng rất tốt. Anh chuẩn bị chuyển tổng bộ qua đây, triển khai đầu tư về mặt trò chơi. Dù sao thì mảng trò chơi này bây giờ tương đối dễ làm. Tống nghị nam giải thích nói. Chỉ ngỡ mặt gật đầu, điện thoại di động kêu, cô thấy là số của Lâm Miễu nói. tớ ở phòng 302 của Tống Nghị Nam, bọn họ sẽ yêu cầu cậu báo số đuôi của điện thoại, số đuôi là 3121, cậu kêu phục vụ dẫn cậu tới, hơi khó tìm. Chỉ ngữ mặt nói xong, đã cốp điện thoại. Em mang thai mấy tháng rồi? Tống Nghị Nam hỏi. Một tháng rồi. Một tháng là lúc em đến Tần Châu sao? Tống Nghị Nam nhướng mày gần như là vậy đã tránh thai rồi không biết vì sao còn bị dính thai có thể là định mệnh sắp đặt chăng trì ngỡ mặc thở dài một hơi Ánh mắt trở nên ảm đạm tiểu ngữ em yêu anh ta không lông mày của tống nghị nam càng nhíu chặt suy si tình nhìn trì ngỡ mặc trì ngỡ mặc cầm chặt ly nước nhìn tống nghị nam nghị nam em mang thai con của anh ta giữa chúng ta sẽ không thể nào cho dù em và lô đình lệ không bên nhau giữa chúng ta cũng không thể nào anh có thể đi tìm người tốt hơn Tống Nghị Nam nở nụ cười Anh chỉ hy vọng em có thể hạnh phúc Cho dù hạnh phúc này là người khác cho em Cũng không sao Lòng trì ngữ mặt nặng nề, cột mắt xuống Tống Nghị Nam luôn nghĩ cho cô Lúc trước là vậy, bây giờ cũng vậy Cô là một người dễ bị cảm động Hơi nước trong mắt tụ lại Nhưng không muốn khóc Lúc này khóc sẽ chỉ làm cho người khác lo lắng hơn mà thôi Cô nở nụ cười Nhìn về phía Tống Nghị Nam Anh cũng vậy, nhất định và hạnh phúc nói lời này giống như hai chúng ta đều bất hạnh vậy tống nghị nam nhìn khuôn mặt tươi cười của cô mặt sa sầm một ngụm uống cạn sạch nước chanh trong ly hai người đều không nói gì bầu không khí có chút nặng nề căng thẳng may mắn lâm Miệu đã tới cậu ấy vui vẻ ngồi xuống nói với tống nghị nam lúc em ở tân châu mày nhờ có anh nhiệt tình tiếp đãi bây giờ tới địa bàn của em ngày mai em mượn cớ lại chạy xô dẫn anh đi chơi khắp nơi tống nghị nam cười được nơi này anh đến mấy lần cũng là vì công việc còn chưa chơi thỏa thích vừa rồi kêu tiểu ngữ gọi món ăn em ấy nói muốn chờ em tới gọi em xem thử muốn ăn cái gì em ăn cái gì cũng ăn dễ nuôi mà hai người gọi gì em ăn cái đó lâm miễu cởi mở nói nhìn hoàn cảnh xung quanh nơi này nói là chỉ đối nội không đối ngoại anh đạt được sao anh ở đây quản lý của nơi này là bạn anh nếu như em cảm thấy món ăn ở đây không tệ muốn mời bạn bè gọi điện thoại cho anh là được tống nghị nam sảng khoái nói Vậy món ăn ở đây rất đắt phải không? Lâm Miễu hỏi, lật menu ra lẩm bẩm rồi nói. Quả nhiên rất là đắt. Không sao, em tới nơi này ăn cơm, chỉ cần ký tên của anh là được rồi. Đến lúc đó anh đến tính tiền là được. Tống Nghị Nam mỉm cười nói. Anh bạn, rất là trượng nghĩa. Lâm Miễu khép thực đơn lại. Đi, ra ngoài, em từ từ nói chuyện với anh. tổng ừ. Tống Nghị Nam nhất thời không hiểu. Lâm Miễu nhíu mày. Chuyện riêng tư? Ừ. Tống Nghị Nam lên tiếng, nhìn về phía trì ngữ mặt, Trì ngữ mặc cũng mơ hồ Lâm Liễu nhiều ý nghĩ quái đản Nhưng không giấu giếm cô Sau đó sẽ nói cho cô biết chuyện gì Lâm Liễu đi trước Tống Nghị Nam theo sau Đi tới lối thoát hiểm Lâm Liễu tỏ ra nghiêm túc Thật ra Tiểu Mạc chuẩn bị hẹn hò với anh Nhưng Lô Đình Lệ một đứa bé trong bụng của cậu ấy Cho nên ép cậu ấy ở lại bên cạnh anh ta Nếu như cậu ấy không chịu Sẽ có rất nhiều người gặp nạn Tống Nghị Nam trầm mặc Thế lực của Lôi Đình Lệ ở nước A không lớn như anh tưởng tượng đâu, một câu của anh ta liền có thể đưa người ta vào chỗ chết, không phải là khiến cho người ta sống không bằng chết. Tiểu Mạc đi theo Lôi Đình Lệ cũng là vì bảo vệ anh, chờ khi Tiểu Mạc sinh đứa bé ra, anh đừng ghét bỏ cậu ấy." Lâm Miễu bày tỏ nói, "Anh sẽ không ghét bỏ cô ấy, dù là bảo anh chết vì cô ấy, con mắt anh cũng sẽ không nháy một cái, anh chỉ sợ em ấy không muốn ở bên anh." Tống Nghị Nam trầm giọng nói, ánh mắt mở đi có mấy phần xa xút sẽ không em hiểu rõ tiểu mặc cậu ấy cảm thấy không xứng với anh và lại không muốn liên lụy anh mấu chốt là lôi định lệ quá bá đạo sau này anh ta sẽ cưới Úc Tăng Lan tiểu mặc sẽ không ở lại bên cạnh anh ta đâu khả năng lớn nhất chính là tiểu mặc sẽ rời khỏi đây sống một mình dù sao thì anh tuyệt đối đừng bỏ cậu ấy Lâm Miễu cầm tay Tống Nghị Nam nói Tống Nghị Nam cười khổ sao anh có thể từ bỏ em ấy chứ chỉ cần một câu của em ấy chân trời góc biển anh cũng sẽ đến bên cạnh em ấy có câu này của anh em yên tâm rồi nếu cuối cùng tiểu mặc không chọn anh anh cũng đừng trách cậu ấy lâm miễu còn có chút lo lắng nói em ấy làm chuyện gì anh cũng sẽ không trách em ấy chỉ cần em ấy hạnh phúc vui vẻ anh cũng có thể hạnh phúc vui vẻ tống nghị nam khẽ cười nói lâm miễu vỗ vỗ bờ vai của anh người anh em đủ nghĩa khí đi thôi nếu không tiểu mặc sẽ phải đợi đến sốt ruột tống nghị nam gật đầu trở về thôi một bữa cơm, có Lâm Miễu ở đó thay đổi bầu không khí, ngược lại ăn rất vui vẻ, cùng bạn bè nói chuyện phiếm, có thể rời đi rất nhiều phiền não. Hai em ở đâu? Một lát anh đưa hai em trở về. Tống Nghị Nam nói, không cần, anh bệnh nặng mới khỏi, nghỉ ngơi cho thật tốt, em và Lâm Miễu bắt taxi là được rồi. Trì ngữ mặc từ chối. Tay của Lâm Miễu khoác lên vai của Trì ngữ mặc. Tiểu mặc có em chăm sóc, anh cứ yên tâm đi, ngày mai em gọi điện thoại cho anh. Được. Tống Nghị Nam khẽ cười nói, Lâm Miễu nắm tay Trì Ngữ Mặc rời khỏi. Trì Ngữ Mặc cố ý lách qua phòng 307 đi ra đường cái gọi taxi. Miễu Miễu, cậu ngủ chung với tớ đi. Thời gian này Lôi Đình Lệ sẽ không tới tìm tớ đâu. Trì Ngữ Mặc mời. Các cậu bây giờ ở đâu? Lâm Miễu hỏi gãi đầu một cái. Đến lúc đó Lôi Đình Lệ sẽ không lại đột nhiên xuất hiện chứ. Trái tim nhỏ của tớ không chịu nổi đâu. Trì Ngữ Mặc mỉm cười. Sẽ không, cho dù có đột nhiên xuất hiện, có rất nhiều phòng, cậu tùy chọn cũng được. Ừ ừ ừ. Xe taxi dừng ngay trước mặt của Trì Ngữ Mặc. Trì Ngữ Mặc lên xe nói với tài xế, khách sạn Lôi Nặc. Hai cậu lại về khách sạn Lôi Nặc ở sao? Lâm Miểu Hiếu Kỳ. Ừ. Trì Ngữ Mặc trả lời lờ mờ, nhìn thấy Lô Đình Lệ cũng bước ra từ khách sạn, ra cùng còn có Úc Tăng Lan cùng rất nhiều người mà cô không quen biết, Rời ánh mắt sang chỗ khác, mắt không thấy tâm không phiền. Tiểu Mặc, tớ cảm thấy tấm nghị nam rất tốt, không phải là tốt bình thường mà là đặc biệt suy tình. Lâm Miễu cảm thán nói Tự cổ đa tình không dư hận Đa tình lại bị vô tình làm khổ Sóng yên mới có thể trở thuyền Sóng lớn ngược lại có thể là thuyền Trì ngữ mặc nhẹ nhàng nói Lâm Miễu nghiêng đầu nhìn về phía trì ngữ mặc Tài nữ lại nhảy cái quái gì vậy Trì ngữ mặc nở nụ cười Bình thản là thật Nghĩ ít mới có thể vui vẻ hơn Thay vì nghĩ chuyện phiền não Không bằng nghĩ thêm nhiều chuyện vui Ừ cố lên Lâm miễu nắm tay trì ngữ mặc, tựa vào vai của trì ngữ mặc, nhìn đèn đường vụt qua nhanh chóng bên ngoài. Thấy cậu yêu đương khổ như vậy, sau này tôi không muốn yêu nữa, bây giờ một mình rất tốt, mỗi ngày đều vui vẻ. Lâm miễu cảm thán nói, trì ngữ mặc không nói gì. Yêu đương, tổn thương khi bị phản bội, ly biệt và không yêu, nếu như hai bên thích nhau vẫn còn rất ngọt ngào. Bây giờ việc cô cần phải làm là học cho giỏi, cố gắng làm việc. Ai cũng có thể vứt bỏ mình, duy chỉ có mình không được vứt bỏ bản thân. Xe taxi đến khách sạn lôi nặc Lâm Miễu lo lắng Lô Đình Lệ lại đột nhiên trở về ép cô ngủ một phòng khác. Chỉ ngưỡng mặc tắm rửa nằm trên giường trong lòng có chút không thoải mái. Lần trước cũng vậy lúc cô cho là cô có thể nhận được tình yêu mà cô tha thiết ước mơ có được phát hiện mình chẳng qua là đang trong chuyện cổ tích do mình tạo ra mà thôi. Lô Đình Lệ cũng không phải bạch mã hoàng tử của cô, anh càng giống như thiên sứ trong ma quỷ có thể cho người ta tất cả trong nháy mắt cũng có thể hủy diệt đi tất cả lần này cô vốn định tranh thủ mới phát hiện mình tranh thủ có lẽ chỉ là làm nhanh đi sự diệt vong của mình trong tự nhiên có một quy luật đồ càng đẹp càng có độc lôi đỉnh lệ chính là loại người như vậy có lực hấp dẫn trí mạng một chút không cẩn thận thịt nát xương tan cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi không phải rất dễ ngủ mơ mơ màng màng ngủ đến 10 giờ sáng mới dậy lâm nhiễu đã không còn ở đây Cô chỗ nào cũng không muốn đi, ở trong phòng đọc sách học bài. Điện thoại di động vang lên là Lâm Miễu, Trình Ngữ mặc nghe máy. "Cô gái, trưa cùng ra chơi đi, tớ phát hiện được một bãi biển không tệ, biển đẹp nhiều cá còn có cả cua nữa." Lâm Miễu rủ. "Ở đây cách bờ biển rất xa, tớ không đến chơi đâu, các cậu chơi đi." Trình Ngữ mặc nói. "Tớ đây đi, hôm nay tớ xin phép nghỉ đi chơi, ngày mai sẽ không có thời gian, đi đi mà." giọng vui vẻ của Lâm Miễu từ bên kia truyền tới. Cô ngẫm lại cũng đúng, hôm nay Lâm Miễu ở đây, hai cô cùng nhau đi chơi cũng không có gì, sách cô có thể để mai xem. Cậu gửi định vị cho tớ đi, tớ tới đó, đến rồi sẽ gọi cho các cậu. trì ngữ mặc nói, ừ, được rồi, chờ cậu tới đó, chúng ta cùng đi ăn đồ nướng. Lâm Miễu đã cúp điện thoại, gửi định vị cho trì ngữ mặc cách chỗ cô là 72 cây số lái xe đi nửa tiếng. Cô không nỡ bắt taxi, đoán chừng phải tốn mấy trăm, đi lên tra xem có tuyến xe buýt nào không, thì ra có xe lửa chuyên đi biển, xe lửa qua đó 45 phút, cô ở thành phố A nhiều năm như vậy thế mà không biết. Cô ở nhà ga, mua vé xe, đợi trong phòng chờ. Tin nhắn điện thoại reo, cô nhìn lại lôi đỉnh lệ nhắn. Anh nhắn một câu đơn giản, đang làm gì? Cô không muốn trả lời, nhìn thấy tin nhắn của anh liền không thoải mái, tắt máy, dựa vào túi sách của mình, chợp mắt một lát, đầu nặng nề. Được hơn nửa tiếng cô lên xe lửa, bụng có chút đói, vốn định mua phần cơm hộp trên xe lửa, nhưng xe lửa này là xe lửa đường ngắn chuyên chạy ra biển, không có cơm. Sớm biết vậy, vừa rồi trong phòng chờ đã không ngủ, mua chút bánh quy rồi. 45 phút sau, cô từ trên xe lửa xuống, sau khi xuống xe, còn phải ngồi xe buýt mới có thể đến biển. Cô càng đói hơn, chung quanh không có kiến trúc gì, chỉ có một cửa hàng tiện lợi bên cạnh trạm xe lửa. Cô vào xem có bánh bao và mì udon, mua hai cái bánh bao, năm xiên bảo viên, ông chủ múc cho cô một chén canh lớn, Cô ăn hết mới lên xe buýt Không đến nửa tiếng là đến biển Cô lấy điện thoại di động ra Nhớ tới mình tắt máy rồi, mở máy Tinh tinh rất nhiều thông báo của gọi đến Có hai cuộc là của Lâm Miễu 12 cuộc là của Lô Đình Lệ Còn có 6 cuộc là của Lý Hạo Cô bỏ qua cuộc gọi của Lô Đình Lệ Gọi điện thoại cho Lâm Miễu Tiểu mặc cậu tới rồi à Lâm Miễu vui vẻ cười cười Ừ đến rồi, các cậu ở đâu Trì ngữ mặc hỏi Cậu vào đi, tớ đang chơi ở trước biển cậu đi theo bãi cát mà vào là có thể thấy được tớ Lâm Miễu nói OK Trì ngỡ mặt cúp điện thoại điện thoại di động của cô lại reo là Lý Hạo Trì ngỡ mặt nghe bây giờ cô đang ở đâu vậy Lôi tổng tìm không thấy cô sắp điên rồi Lý Hạo sốt ruột hỏi tôi đang ở bên ngoài sao thế Trì ngỡ mặt nhẹ nhàng nói tìm không thấy cô nữa là Lôi tổng sẽ báo cảnh sát cô gọi điện thoại cho anh ta đi Lý Hạo nói Cô không muốn gọi cho Lôi Đình Lệ, cũng không muốn nghe giọng của anh, cảm thấy bực bội. Điện thoại di động của tôi sắp hết pin rồi, tối nay sẽ về, như vậy nhé. chỉ ngưỡng mạc nói trực tiếp cúp điện thoại, tiện tay tắt máy, đi về phía bãi biển. Cô tìm thấy Lâm Miễu, Lâm Miễu đứng ở trong nước biển, sách một thùng nhựa nhỏ, chơi đùa vô cùng bận rộn. Cô không nhìn thấy Tống Nghị Nam hướng về phía Lâm Miễu gào lên. Miễu Miễu, tiểu mặc, ngay lại đây, tớ bắt được rất nhiều cua nhỏ, nhặt được rất nhiều ốc biển, Lâm Miễu hạnh phúc gào lại. Trì ngữ mặc đang mặc váy, chỉ có thể đứng bên ven bờ. Sóng biển sẽ khiến người cô bị gớt hết. Nếu là bình thường cô còn hưng phấn hơn cả Lâm Miễu, nhưng mà bây giờ cô đang mang tay. Lại đây cho tớ xem nào. Trì ngữ mặc hét lên. Trì ngữ mặc nhìn vào trong thùng cua nhỏ khá là to, có con to bằng bàn tay, kinh ngạc. Con cua này cậu làm sao mà bắt được vậy? Bọn chúng trốn ở trong nước biển, nước biển lại trong suốt, nhìn một cái là nhìn thấy rồi, vì vậy rất dễ bắt. Cậu có muốn lại đây cùng bắt không? Lâm Miễu kích động nói. Trì ngữ mặt lắc đầu. Tớ mang thai, lần trước còn bảo thai, nếu như mà bị ngã mất, chuyện sẽ lớn lắm, tớ ở bên này chơi thôi. Đúng rồi, Tống Nghị Nam đâu, anh ta không đến sao? Anh ta đến rồi, trước khi tớ gọi điện thoại cho cậu vẫn còn nằm trên ghế nằm bên đó. Sau đó tớ đi bắt cua, anh ta không còn ở đó à? Lâm Miễu hiếu kỳ, nhìn về phía Tống Nghị Nam nằm lúc trước, quả nhiên người không còn đó. Cậu không gọi điện thoại cho anh ta sao? Lâm Miễu hoài nghi nói. Trên mặt của Trình Ngữ Mặc có mấy phần khác lạ. Điện thoại của tớ tắt nguồn rồi. À. Lâm Miểu cũng không nghĩ nhiều, lập tức gọi điện thoại cho Tống Nghị Nam. Anh đang ở đâu đấy? Tiểu Mặc đến rồi. Tôi chút nữa đến, đợi thêm 10 phút nữa. Tống Nghị Nam trả lời. Được thôi. Lâm Miểu dập điện thoại nói với Trình Ngữ Mặc. Anh ta nói qua 10 phút nữa thì quay lại, Tớ chắc có thể là đi mua nước rồi. Anh ta khá là người đàn ông lịch lãm, tính cách cũng khá là tốt. Ừ Những điều này Trình Ngữ Mặc biết chứ? Anh ấy từ nhỏ thì đã rất chăm sóc người khác và lại thường xuyên vì người khác mà suy nghĩ. Thành tích học tập cũng tốt chứ. Lâm Miễu thăm dò hỏi Han. Là học bà đấy, lúc đó cuộc thi toàn Olympic trường chúng tớ đứng thứ nhất. Là soái ca ở trong trường à? Trì ngữ mà gật đầu. Cậu bắt đi nhá, tớ nằm nghỉ một chút trên ghế nằm bên đó. Cảm thấy trời ở đây rất xanh, gió cũng lớn, ngoại trừ có chút nắng, những thứ khác khá ổn. Ừ, cậu muốn ăn dừa không? Bên đó hình như có bán, tớ đi mua cho cậu. Không cần đâu, tớ không khát. Nghị Nam không phải nói sau 10 phút quay lại sao Chắc là rất nhanh thôi Chỉ gỡ mặt đi về phía ghế Nằm nghỉ một hồi Lâm Miễu tiếp tục đi bắt cua biển Cô hôm nay buổi tối vẫn muốn ăn được cua biển bản thân mình bắt Không lâu sau Một chiếc du thuyền loại nhỏ lái đến Gọi lên sóng biển Thu hút sự chú ý của Lâm Miễu Cô nhìn về phía tàu du thuyền Nhìn thấy Tống Nghị Nam đứng ở trong cabin Vô cùng ngạc nhiên vậy vẫy tay Tàu du thuyền lái về hướng cô Lâm Miễu lại vẫy tay về phía trì ngữ mặt Tiểu mặc là Tống Nghị Nam. Du thuyền dừng lại ở gần đó, tấm ván được kê trên mặt bãi cát. Được đó, Tống Nghị Nam, anh ở đâu kiếm được chiếc thuyền này tới vậy? Chiếc thuyền này không tồi à? Có thể ngồi được người chứ? Lâm Miễu kinh ngạc nói. Ừ, bên trên có tủ lạnh, đồ bơi, bình dưỡng khí. Đầy đủ đồ câu cá, chảo, lò vi sóng, nước tinh khiết. Có thể đến chỗ biện cản chơi, nếu như may mắn có thể moi được rất nhiều chủng loại vỏ ốc rất đẹp. Tống Nghị Nam ôn hòa giải thích. Quá tuyệt vời rồi, anh, chiếc thuyền này là mua hay là thuê đấy? Thuê thôi, 3 tiếng là 600 tệ, một ngày là 1.500 tệ. Tôi mượn một ngày, như vậy có thể chơi đùa thỏa thích. Chơi đùa đến mức tôi chẳng muốn đi làm nữa rồi, tôi muốn chút nữa đi bắt cua biển. Lâm Miễu để thùng nhựa xuống, nhìn bên trong, có thấy rất nhiều túi lưới. Trên cabin có hai hàng ghế được cố định, còn có một chiếc bàn sắt lớn được cố định. Mở chiếc bàn ra, bên trong là bình điện, tủ lạnh. Quá tuyệt vời, trong khi bọn họ đang nói chuyện, Trình Ngữ Mặc cũng lên thuyền. Lâm Miễu mở tủ lạnh ra. Tiểu Mặc, nhanh tới đây, Tống Nghị Nam mua 6 quả dưa rồi, còn mấy chai rượu, sữa bò, còn có bít tết bò, đậu phộng chân gà cổ vịt thịt bò khô, hà rẻ cười hướng dương. Tớ đoán tớ thật sự có được cảm giác nghỉ mát đi du lịch rồi. Tống Nghị Nam trước giờ luôn luôn kỹ càng cẩn thận, chăm sóc chu đáo. Làm phiền anh rồi. Trình Ngữ Mặc khách sáo nói. Không sao, chút nữa bắt được hải sản gì, cũng làm phiền các em rồi. Tống Nghị Nam mỉm cười, cái này giao cho tớ nấu cơm tớ là tiểu chuyên gia tớ có thể ăn dừa chứ lâm miễu lấy hai quả dừa ra đương nhiên có thể biết mở chứ tống nghị nam hỏi lâm miễu buồn rầu lắc đầu không biết tớ nhìn trong tiệm hoa quả là dùng dụng cụ gì đó mở ra không cần đâu tống nghị nam từ bên dưới lấy ra dao hoa quả lấy quả dừa cắt bỏ phần dưới nhìn thấy một cái lỗ nhỏ có chút ướt anh dùng ống hút chọc vào ống hút liền chọc thủng vào trong luôn À, thì ra còn có mẹo vặt này à, trước đây đều không biết. Lâm Miễu kinh ngạc. Tống Nghị Nam đưa quả dừa cho Lâm Miễu, lại tiếp tục chặt quả dừa còn lại, đưa cho Trì Ngữ Mặc. Trì Ngữ Mặc dựa người trên lan can, nhìn ra phía biển xa. Bây giờ là buổi chiều, thời tiết vừa đúng lúc nóng bức, nhưng mà gió thổi, nhìn ra phía không có điểm kết thúc của biển lớn thì lại cảm thấy rất thoải mái. Tiểu Mặc uống nước dừa thôi. Lâm Miễu nhắc nhở. ừ um. Trình ngỡ mặc đón quả dừa từ trong tay của Tống Nghị Nam. Em đang nghĩ chuyện trong lòng à? Tống Nghị Nam hỏi. Trình ngỡ mặc lắc đầu. Ngược lại, thảo hồn hướng lấy gió thổi thật sự thoải mái. Đợi khi nào em nghỉ hưu rồi, em hy vọng có thể đủ mua một căn hộ ở bên bờ biển. Lâm Miễu cười lên. Tớ có một người bạn sống ở bên bờ biển, anh ta nói với tớ. Hồi nhỏ sống ở bên bờ biển, đối với biển vô cùng vô cảm, muốn đi đến thành phố lớn, sau đó sinh sống ở thành phố lớn rồi, vì vậy anh ta mua nhà ở trong thành phố lớn đó. Suy nghĩ mỗi người đều không giống nhau, tớ cũng chỉ là tưởng tượng thôi, ngày tháng về sau còn dài, không dễ nói gì. Trì ngỡ mặc hốt một ngụm dừa tươi, thanh mát, không quá ngọt nhưng rất thơm. Tống nghị nam nhìn trì ngữ mặc cười, rất nhiều lời, không nói. Trình ngữ mặc đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó. Trước đây Tống Nghị Nam có nói với cô đã mua một căn biệt thự bên bờ biển rồi là bờ biển mà cô thích nhất cô nói sau này phải mua một căn nhà ở bên bờ biển sẽ không khiến người khác hiểu lầm chứ nhưng mà lại giải thích thì càng diễn tả càng đen tối chỉ có thể thay đổi chủ đề nói chuyện chúng ta còn phải lái bao nhiêu xa nữa một tiếng có một hòn đảo nhỏ ở đó vẫn còn chưa bị khai phá vì vậy sản vật phong phú chúng ta bây giờ thì đến đó chơi tống nghị nam giới thiệu điện thoại của lâm miễu reo lên cô nhìn là của lý hạo Lần trước đi hát chung, đôi bên cùng lưu lại số điện thoại. Lúc đó Lý Hạo chẳng làm sao mà gọi điện thoại cho cô cả. Cô hoài nghi nhấc máy. Cô có phải đang ở cùng với trình ngữ mặc không? Lý Hạo hỏi thẳng thường. Làm sao vậy? Cô bảo cô ấy trả lời điện thoại của lôi tổng. Lôi tổng bây giờ tức điên lên rồi, đang trong cơn bộc phát. Dù làm thế nào cũng không được tắt nguồn. Lý Hạo khiếu nại, muốn khóc mà không rơi nổi nước mắt. Lâm Miễu nhìn Tống Nghị Nam, bây giờ không khí tốt như vậy, Hôm nay đi ra ngoài chơi đùa vui vẻ như thế Cô không muốn phá hoại bầu không khí này Tôi và cô ấy không ở cùng nhau Tôi ở bên này đang bận Muộn một chút tôi liên lạc sau Lâm Miễu nói xong Dập ngay điện thoại xuống Lập tức cũng tắt nguồn luôn Tiện đó than phiền nói một câu Bây giờ điện thoại linh tinh thật là nhiều Bán rượu bán cửa hàng bán thẻ bán nhà Còn bán bảo hiểm gì đó phiền chết đi được Tống Nghị Nam mỉm cười Cái nhìn biết rõ cũng không vặt trần cô Thuyền lái được một tiếng từ từ chậm lại lâm miễu nhìn thấy hòn đảo nhỏ không xa đó chúng ta là đến đó sao chúng ta không lên đảo chỉ là ở đây khá cạn thích hợp lặn và bắt cua biển cô muốn xuống chứ muốn muốn các anh ở trên thuyền câu cá tớ xuống dưới bắt cua biển bình dưỡng khí này của anh có thể dùng bao lâu lâm miễu sung sướng hỏi hai tiếng vì vậy cô tốt nhất không nên bơi quá xa chỉ ở xung quanh thôi tống nghị nam nhắc nhở tớ biết rồi tôi không sợ chết lâm miễu mặc áo lặn cõng lên bình dưỡng khí nhảy xuống biển Lúc đầu cô còn có chút căng thẳng, không ngụp xuống, từ từ thích ứng rồi thì dúi đầu lặn xuống. Trình ngữ mặc lo lắng nhìn theo Lâm Miễu. Em không cần phải lo lắng, chúng mình nắm chắc thời gian, bình thường cô ấy nội trong 10 phút thì sẽ lên thôi. Tống nghị nam an ủi trì ngữ mặc. Làm sao anh biết được? Trì ngữ mặc hiếu kỳ. Tống nghị nam đang móc mồi câu lên cần câu, đưa cho trì ngữ mặc không trả lời. Trì ngữ mặc vừa mới quăng mồi xuống dưới nước thì nhìn thấy Lâm Miễu nổi lên cô bơi về phía của chị ngữ mặc kéo lấy phao buộc ở trên thuyền đưa cho chị ngữ mặc một cái gì đó đen ngòm cậu xem đây là cái gì này nhím biển à chị ngữ mặc muốn qua lấy cẩn thận gai có thể có độc tống nghị nam nói dùng đũa gắp nhím biển lên trình ngữ mặc có thể nhìn rõ đám gai nhọn trên nhím biển đang nhúc nhích tớ lại xuống tiếp xem có thứ gì hay nữa không lâm miễu vui sướng nói đợi chốt tống nghị nam đưa túi lưới cho lâm miễu cô có thể vứt vào trong này đỡ phải bơi lên bơi xuống nữa nhưng mà nhớ không được quá một tiếng lâm bị giơ sơ lên ký hiệu tay ok lại lặn xuống biển trình ngữ mặc cũng thích lặn nhưng mà cô bây giờ đang mang thai vì vậy cũng chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi cô tiếp tục câu cá hôm nay gió biển khá nhỏ thuyền ở trên biển nhẹ nhàng lên xuống trình ngữ mặc dựa trên thành lan can nhìn vào trong biển thả hồn tống nghị nam nhìn cô thả hồn nhách mép cười nhẹ phao di chuyển rồi mà em vẫn không kéo cần cá chắc chạy mất tiêu luôn rồi Ơ! À, Trị ngữ mạc hoàn hồn lại, nhanh chóng kéo cần, nhìn trên cần câu thật sự có một con cá. Con cá không lớn, kiểu mười mấy cm mà thôi. Tống Nghị Nam giúp đỡ lấy cá ra, để vào trong thùng. Đây là cá gì vậy? Trì ngữ mạc vui mừng, đợi hơn nửa tiếng câu lên được một con cá, tâm trạng đặc biệt thích thú. Hình như là cá mú, ở địa phận biển này, loài cá này là nhiều nhất. Tống Nghị Nam giải thích. Vậy thì có thể ăn không? Đương nhiên, loài cá này trở thành cá chép của lòng biển, nhưng mà ngon hơn cá chết, giá trị dinh dưỡng cũng cao. Em à, thật sự là người ngốc có phúc ngốc, không có nghiêm túc câu cá, cá tự động cắn câu. Chỉ ngỡ mặc nở nụ cười, biến mất sự u buồn lúc trước. Vạn may tốt mà, hy vọng chút nữa Lâm Miễu có thể cho chúng ta sự ngạc nhiên. Chắc chắn có thể, ở đây có rất ít người đến, vì vậy sản vật vẫn là hoang sơ, nói không chừng cô ấy có thể bắt được mấy mấy con cua biển lớn trở lại. Tống Nghị Nam nói, giúp cô lại móc mồi câu. Ừ. Nghị Nam, phao cơ của anh hình như cũng động đậy rồi. Trì ngữ mặc nhắc nhở. Tống Nghị Nam kéo lên là một con cá nhỏ khoảng 5mm. Đây là cá gì? Tống Nghị Nam cũng không biết, nhìn qua người lái thuyền ở đuôi tàu. Là cá bạch cô, có thể ăn. Ngư dân giới thiệu. Tống Nghị Nam cũng để trong thùng, bọn họ tiếp tục câu. Làm miễu bận rộn chơi đùa, một tiếng sau trôi qua thêm 15 phút mới ngóc đầu lên, đứng ở trên đá ngầm vẫy vẫy tay với Trì Ngữ Mặc rồi lại bơi qua đó, Tống Nghị Nam đổ những thứ Lâm Miễu mang về vào trong thùng. Rất nhiều, linh ta linh tinh, mười mấy con cua biển, hai con bảo nguyệt, ba con ốc biển, còn có mấy hòn đá san hô đẹp đẽ nữa. Chỉ ngỡ mặc ngồi xổm trước thùng nước, nhìn đám đồ Lâm Miễu mang về. Tớ còn bắt được một con bạch tuộc nhỏ nữa, cậu lần lật, lật xem. Lâm Miễu nói. Chỉ ngỡ mặc lật ra, quả nhiên nhìn thấy một con bạch tuộc nhỏ. Wow, cậu thật là lợi hại, những thứ này làm sao mà bắt được vậy? Bọn chúng trốn ở dưới đá, sau đó tớ nhìn không thấy, tớ thực tế đã sớm nhắm vào chúng rồi chốc lát thì tóm được bên trong còn có rất nhiều cá chạy trốn giống như chốt điện vậy tớ còn chưa kịp lại gần thì đã chạy rồi tóm không được nếu không thì chúng mình hôm nay có một bữa hải sản ăn no rồi lâm nhiễu cảm thán nói cậu bây giờ cũng tóm được rất nhiều rồi nếu như chúng mình có mì tôm thì là một bữa đại tiệc rồi tri ngữ mà cảm thán tống nghị nam mở cánh tủ ở bên dưới ghế từ trong lấy ra mì tôm a ah, tống nghị nam anh là thần à anh chính là con sâu trong bụng của tiểu mặc cô ấy muốn cái gì anh đều biết cái đó lâm miễu cảm thán trì ngữ mặc cúi mắt xuống thay đổi chủ đề nói tớ câu được một con cá tiểu mặc phao của cậu rung rồi kìa nhanh kéo lên đi lâm miễu hét lên trì ngữ mặc lập tức kéo cần lại một con cá mú mười mấy cm lợi hại cậu như thế mà còn câu được cá đều là cá được à đang xếp hàng kia lâm miễu cảm thán cậu đi xử lý mấy con cá này đi nấu đồ đi trì ngữ mặt kéo thùng cá đưa cho Lâm Miễu. Biết rồi. Lâm Miễu nhắc thùng lên, đi ra phía đầu thuyền xử lý. Tổng nghị nam nhắc cần câu lên, lại là một con cá nhỏ 5mm nữa. Thật trung hợp. trì ngữ mặt nói. Có thể bọn chúng là một cặp bạn từ nhỏ lớn lên bên nhau. Vì vậy cùng đến rồi. Tống Nghị Nam có ý ngầm nói. Trì ngữ mặt cười nhẹ. Chúng ta bây giờ câu nữa không? Có thể, ở trên biển ăn xong, chúng ta quay trở về. Trước 18 giờ là có thể đủ để về cửa cảng. Tống Nghị Nam cười nói Trì ngữ mạc phát hiện bản thân câu cá ở trên biển cứ thế mà xử lý xong rồi cho vào trong nồi hầm tiếp đó là cho mì tôm vào vô cùng ngon miệng Nhưng mà phí thuê thuyền của bọn họ cần 1.500 tệ bữa hải sản này có chút đắt Trì ngữ mặc bọn họ là ngồi tàu hỏa quay trở về Lâm Miễu còn phải dẫn theo Tống Nghị Nam đi lượn chợ đêm Cô có chút mệt liền về khách sạn nghỉ ngơi trước mở cánh cửa ra nhìn thấy lôi đình lệ hung dữ ngồi trên ghế sofa mím chặt đôi môi sắc mặt tối sầm nhìn cô ánh mắt sắc bén lạnh lùng toàn thân trên dưới biểu lộ tính khí sâu xa bây giờ giống như là trước phong ba bão táp vậy không khí bị kìm nén vô cùng thấp trình ngỡ mặt bình thản nhìn anh ta rất kỳ quái cô không sợ hãi chỉ là tâm như nước tĩnh đi đâu về lôi đình lệ chất vấn bờ biển vì sao không trả lời điện thoại không muốn trả lời trình ngỡ mặt Lôi đỉnh lệ cao giọng quát đứng dậy đi về chỗ cô khí thế mạnh mẽ như thể dùng chân đá thôi thì có thể cả một mảng hoang lạnh vô cùng lạnh lùng dùng mình. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh ta tĩnh mịch chờ đợi phong ba bão táp ập đến. Anh đứng trước mặt cô cô cũng không lùi bước chỉ là không biết tại vì sao trong mắt bỗng lung linh nước sóng mũi cay cay tủi thân trước rồi. Lôi đỉnh lệ nhìn dáng điệu oán hận trong lòng của cô cơn tức giận bỗng chốc tiêu tan mất ánh mắt cũng trầm xuống anh còn chưa quát em à Trình ngữ mặc ngoạnh mặt đi Em đi chơi một mình bên ngoài Ít ra phải nói với Lý Hạo một tiếng Cậu ta cũng dễ đi đón em Em không mở máy Nói chuyện với em giọng cũng quái lạ Có thể khiến người khác yên tâm sao Xin lỗi Em còn chưa có thể làm được đến mức có thể không chê tinh khí Làm đến mức giữ kín như bưng Làm đến mức giấu kín cảm xúc sâu trong lòng Về sau sẽ chú ý Trình ngữ mặc ngầm ám chỉ anh không phải là chỉ trích em không thể không chơi tính khí, mà là hy vọng em về sau không nên để người khác lo lắng. Biết rồi." Trì Ngữ mặt thuận theo lời anh ta nói, không muốn phóng to xích mích lên. "Bữa tối ăn rồi chứ?" Lôi Đình Lệ giọng nói dịu hiền lại hỏi han, Trì Ngữ mặt gật đầu. "Vậy thì em nghỉ ngơi trước đi." Lôi Đình Lệ nói, chuông điện thoại reo lên. Anh cầm điện thoại lên, một bên bước ra phía ngoài, một bên nhấc máy. "Thật ngại quá, tôi quay trở về có chút sớm." chỉ ngưỡng mặt đi vào trong phòng tắm cô không phải là bạn gái của anh ta càng không phải là vợ của anh ta anh ta muốn gọi điện thoại cho ai muốn ở cùng với ai đều không phải là cô có thể quản còn hơn nữa sau một năm cô và lôi đình lệ quan hệ gì đều không phải nữa rồi lôi đình lệ đi ra khỏi cửa đối phương rất cáu giận lôi tổng ngài cũng quá không có thành ý rồi chỉ gặp hai tiếng ngài đã nói về trước rồi bạn gái tôi tìm không thấy tôi hơi hối hả vì vậy mới gấp gáp trở về Chuyến bay tối hôm nay trước 12 giờ sẽ quay trở lại đó, không đến 24 giờ có thể lại gặp mặt rồi. Tôi đối với trò chơi của quý công ty vô cùng cảm thấy thích thú. Sẽ do bên tôi toàn đường khai phá, cũng có thể đưa vạn dụng cường độ lớn nhất của trò chơi này lớn mạnh. Lôi Đình Lệ nói chuyện rất công việc. Không nghĩ rằng Lôi Tổng còn khá xem trọng bạn gái nhỉ, tìm được bạn gái rồi chứ? Ừ. Lôi Đình Lệ đáp một tiếng, rất kỳ quái. Khi không tìm thấy cô ấy, từng tế bào trên người anh đều đang kêu ảo ảo, phiền não, lo nghĩ lo lắng, một khắc đều không thể lặng yên. Nhìn thấy cô ấy, chỉ là nhìn thấy cô ấy biểu cảm tủi thân, anh tức giận gì đều không còn nữa, trong lòng cũng có thể dịu hiền xuống. Ngài không cần phải quay lại Mỹ nữa, tôi qua mấy ngày thì bay qua đó, vậy lôi tổng, liên lạc sao? Ngài qua đây thì tốt biết nhường nào, liên lạc sau Lôi đỉnh lệ dập máy, không tìm thấy cô ấy, anh liền mua vé máy bay từ Mỹ gấp gáp trở lại, thời gian bị thay đổi chưa hồi lại, đầu đau như muốn nứt ra, ở trong phòng ăn tùy ăn một chút thức ăn Trở lại nhìn thấy chỉ ngữ mặc không ở trong phòng Anh lại lo lắng trở lại Gọi điện thoại Xin lỗi số điện thoại bạn gọi đã tắt máy Nghe thấy điện thoại của Trị ngữ mặc vẫn là tắt máy Lôi đỉnh lệ cảm thấy Anh lại không thể bình tĩnh được nữa Tất cả thần kinh đều đang căng lên Hoảng loạn không ngồn Gọi điện thoại cho Lý Hảo Cậu đi đến phòng quan sát Nhìn xem Trị ngữ mặc đi đâu rồi Lôi đỉnh lệ dặn dò Trị ngữ mặc đẩy cánh cửa ra nhìn anh Lôi Đình Lệ nhìn thấy Trì Ngữ Mạc trở lại, cau mày dặn dò, "Không cần nữa. Đi đâu vậy?" Lôi Đình Lệ dập điện thoại nói, "Em tới hoa viên trên không?" Trì Ngữ Mạc giải thích, "Điện thoại của em làm sao vẫn tắt máy thế?" Lôi Đình Lệ chất vấn, "A." À. Trì Ngữ mặc từ trong túi lấy ra điện thoại, mở nguồn lên, nghĩ chút để chế độ im lặng nạp điện lên. "Về sau đừng tắt nguồn, chắc chắn anh có thể tìm được em." Lôi Đình Lệ dặn dò, "Ờ." À. Trì ngỡ mặc lại lần nữa ngoan ngoãn đáp tiếng Ngáp ngủ một cái Em muốn ngủ rồi, muốn đi ngủ, có thể không? Ngủ đi, anh tắm trước cũng ngủ luôn Lôi đỉnh lệ nói Trì ngỡ mặc trời lên trên giường Nằm xuống, đắp xong chăn Nhắm đôi mắt lại ngủ Lôi đỉnh lệ đi vào phòng tắm, tắm xong đi ra Nhìn thấy cô ấy dường như đã ngủ rồi Trong lòng mềm dịu mấy phần Anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy eo cô Trước đây cảm thấy một mình rất ổn ngủ nghỉ ăn uống đều là một mình cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ tìm thêm một người nữa từ khi còn nhỏ bố của anh đã nói với anh rằng cả đời của đàn ông cần có hai thứ đồ một thứ là phụ nữ một thứ là đồ chơi người phụ nữ có thể là mẹ đẻ cũng có thể là vợ anh lúc đó không thèm để ý anh không cảm thấy bản thân cần phụ nữ nhưng từ khi gặp phải cô anh phát hiện suy nghĩ của bản thân đang thay đổi khi mà không nhìn thấy cô anh sẽ nghĩ tới cô không thể nào làm việc khi liên lạc không được với cô, anh sẽ lâm vào tình trạng điên cuồng không có lý trí. Chỉ là nhìn thấy cô ấy nằm yên yên lặng lặng bên cạnh, lại cảm thấy trong lòng đặc biệt mềm dịu. Nếu như cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng với anh, anh sẽ lại cảm thấy giống như là đang ở trong cơn mưa mùa xuân, cảm giác làn gió lướt qua gò má, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Tiểu mặc, cho anh thêm thời gian nửa năm. Lôi đỉnh lệ nhẹ giọng nói, nhìn cô không có phản ứng, chắc là đã ngủ rồi, ôm lấy cô, không lâu sau cũng ngủ thiếp đi chỉ ngỡ mặc ngủ đến khi tự tỉnh lật người suýt chút nữa từ trên giường rơi xuống may mắn lôi đỉnh lệ ôm lấy cô bản thân cô tự khiến mình bị giật mình mở căng đôi mắt ngủ thôi mà làm sao không thành thật như vậy lôi đình lệ hỏi em cũng không biết chỉ ngỡ mặc trả lời ngồi dậy nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ trời đã sáng rồi lôi đỉnh lệ hôn một cái lên trên mặt của cô cô không hiểu nhìn lôi đình lệ ánh mắt của anh chằm chằm nhìn cô cứ cảm thấy cô mơ mơ hồ hồ rất đáng yêu anh muốn hôn cô. Mấy giờ rồi? Trình ngữ mặc hỏi. Lôi đỉnh lệ nhìn xuống đồng hồ. 8 giờ 20. Vậy vẫn còn bữa sáng tự chọn, đúng không? Trình ngữ mặc hỏi. Ừ. Cô nhanh chóng bỏ dậy. Hôm qua bữa sáng không ăn, buổi trưa ăn có mấy cái bánh bao. Tối ăn một bát mì hải sản, cô bây giờ đó đến mức cảm thấy bản thân có thể ăn hết một con bò. Đi vào trong phòng vệ sinh, tùy ý đánh răng rửa mặt chải tóc, buộc lên một kiểu đầu bó tròn đơn giản thoải mái. Cô đi ra ngoài. Em muốn đi ăn bữa sáng rồi Trì ngữ mặt nhìn Lôi Đình Lệ nói Ừ um, đi thôi Lôi Đình Lệ cũng đứng lên Anh không đánh răng rửa mặt à Trì ngữ mặt hiếu kỳ Anh 6 giờ đã dậy rồi Lôi Đình Lệ giải thích một câu Nằm lấy tay của cô Trì ngữ mặt đi lấy điện thoại của mình Nhìn thấy có mấy cuộc điện thoại đến từ văn phòng luật sư Thịnh Thiên Cô gọi lại cuộc gọi nhỡ Văn phòng luật sư Thịnh Thiên nghe Là ai đây ạ à? Giọng của Thường Lương Nguyệt từ trong điện thoại truyền ra Tôi là Trình Ngữ Mặc, cô trước đây gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì không?" Trình Ngữ Mặc hỏi. "Cô là hôm nay đến làm việc phải không?" Thường Lương Nguyệt hỏi. "Không phải, tôi xin nghỉ phép 3 ngày, buổi chiều thứ năm mới đến đi làm." Trình Ngữ Mặc giải thích. "Cô không phải là thứ năm lĩnh lương thì nghỉ việc chứ?" Thường Lương Nguyệt nói rất kỳ quái, có ý muốn thăm dò. "Cô đúng là vẫn biết tưởng tượng, không có chuyện gì tôi dập máy đây, hẹn ngày mai gặp." Trình Ngữ Mặc muốn dập điện thoại. Đương nhiên là tìm cô có chuyện quan trọng. Mùng 3 tháng 10 Nhị Ca Tôi và út Tăng Lan phải đính hôn rồi, chuyện này cô biết chứ?" Thường Lưu Nguyệt cười trên nỗi đau của người khác. "Trước đây không biết, bây giờ biết rồi." Chỉ Ngữ Mặc bình tĩnh nói. Bớt đi không lượng sức mình, mơ giấc mơ không có thực, Nhị Ca Tôi không phải là loại người như cô có thể thích." Thường Lưu Nguyệt nói. Chỉ Ngữ Mặc cười. "Dù gì cũng không phải là cô có thể hy vọng đạt được, kẻ tám lạng người nửa cân, có nghĩa không?" Chỉ Ngữ Mặc không đợi Thường Lưu Nguyệt phản kích, dập luôn điện thoại ngẩng đầu lôi đình lệ nhìn sâu vào cô Trình ngữ mặt cúi gầm mắt đi thôi cô xách túi lên nhét điện thoại vào trong túi sách đi ra ngoài ăn bữa sáng tự chọn bữa sáng trong khách sạn quốc tế lôi nặc là trung tây xen kẽ chủ yếu là ở đây có rất nhiều người nước ngoài ở là khách sạn đẳng cấp bữa sáng cũng vô cùng ngon cô lấy một đĩa salad gà một cốc sữa cúi đầu chú tâm ăn trước ăn xong vẫn chưa no lại đi lấy một khúc xúc xích nướng mấy cái sủi cảo còn có một cái trứng ốp la Lôi đỉnh lệ ăn ít, rất có nhẫn nại ngồi chờ đợi cô. Cô trước giờ ăn rất nhiều, liếc nhìn lôi đỉnh lệ. Quý tộc và thường dân thì không giống nhau. Bạn họ nhã nhặn, từng động tác một và khí thế quý phái phát ra từ cơ thể là những người bình dân như bạn họ, dù có cải trang thế nào cũng đều không thể có. Ví dụ như có món tự chọn, cô khẳng định là ăn sẽ tới no, bởi vì nghèo khổ, đây là từ trong xương cốt đã có rồi. Mà lôi đỉnh lệ thì cho dù là tự chọn giá ngất trời, anh ta cũng chỉ ăn có chút ít, bởi vì bọn họ không quan trọng gì, ngược lại muốn ăn ngon lúc nào cũng có. Sao lại không ăn nữa? Lôi đỉnh lệ hỏi. Anh ăn xong rồi có thể đi trước. Chỉ ngữ mặt cười hì hì nói. Em hôm nay nghỉ ngơi, buổi sáng có sắp xếp gì không? Lôi đỉnh lệ hỏi. Ở trong phòng xem tivi và đi ngủ là việc hạnh phúc nhất, cũng sẽ xem sách, hôm nay không đi ra ngoài. Chỉ ngữ mặt bình thản trả lời. Ừ. Um. Lôi đỉnh lệ uống một ngụm cà phê hỏi tiếp. Có muốn ăn thêm sang đuýt không? Ừ. Um trì ngữ mặc tùy ý đáp một tiếng anh đi lấy cho em anh đi nướng hai miếng bánh mì lấy thêm bơ không lâu sau bánh mì nướng xong anh ở trên bánh mì thết lớp bơ cho thêm rau xanh thịt hôn gói salad sau khi làm xong đưa cho trì ngữ mặc trì ngữ mặc đón lấy cũng không khách sáo cắn một miếng gật đầu khá ngon đó cảm ơn lôi tổng lôi tổng sao lôi đỉnh lệ cao mày lôi đình lệ trì ngữ mặc lập tức thay đổi không muốn chỉ vì chuyện của cái tên gọi mà cãi nhau thì ngỡ mặt ăn xong bữa sáng điện thoại lại reo lên cô nhìn là của lâm miễu lập tức nhấc máy cô gái chào buổi sáng tiểu mặc tôi nói với cậu một chuyện cái người lý đội đó gọi điện thoại cho tớ nói dấu vân tay của hồ mộng chính là của hồ mộng không phải là của hồ tuyết vì vậy người chết thật sự là hồ tuyết không phải là hồ mộng lâm miễu nói không phải chứ trên tay của cô ta bị bỏng mà nhưng mà chuyện dấu vân tay không thể nói dối được năm đó hồ mộng ra nước ngoài dấu vân tay đã dùng và dấu vân tay bây giờ đều là giống nhau Lâm Miễu nói Khẳng định ở đâu đó xảy ra nhầm lẫn Thôi vậy tiệu mặc Cậu lại có phải là cảnh sát đâu Những chuyện này để cho cảnh sát đi điều tra đi Tớ cốt máy nhé Lâm Miễu đầu bên đó dập luôn điện thoại Lời nói thì như vậy Cô là con người thích quản chuyện phiếm Thêm vào đó bản thân từng bị vô an Nếu như thật sự là hồ tuyết giết chết hồ mộng Đóng thay thế hồ mộng Vậy thì hồ mộng quá đáng thương rồi Lô Đình Lệ Em có chuyện muốn xin thỉnh giáo anh Trì ngữ mặt nhẹ nhàng hỏi Lôi Đình Lệ đang đứng bên cạnh. Ừ, em nói đi. Lôi Đình Lệ cũng dễ tính đáp lại. Anh còn nhớ lần trước ở bên ngoài gặp phải hung án giết người chứ? Người phụ nữ chết tên là Hồ Tuyết, cô ấy còn có người chị song sinh tên là Hồ Mộng. Em lần trước không phải là đến nhà cô ấy đó sao? Em phát hiện người sống là Hồ Tuyết mà không phải là Hồ Mộng. Hồ Mộng bị Hồ Tuyết giết rồi, giả dạng thành Hồ Mộng. Nhưng mà dấu vân tay lại chính xác cô ấy là Hồ Mộng. Đây là tại vì sao? Trì ngữ mặt không hiểu hỏi đều nói dấu vân tay là độc nhất vô nhị nhưng mà có đặc biệt dấu vân tay của cặp song sinh cũng có thể giống nhau đặc biệt tồn tại lôi đỉnh lệ giải thích nếu như là giống nhau làm thế nào để phân biệt hồ mộng và hồ tuyết trì ngưỡng mặt không hiểu tính cách thói quen phẩm hạnh kết giao bạn bè nếu như cô ta không thừa nhận thì lên kế hoạch để cô ta thừa nhận phương thức nhiều thể loại hồ mộng sinh sống ở nước ngoài bạn bè của cô ta không phải là hồ tuyết có được vẫn là rất dễ dàng khiến người khác phán đoán ra Lôi đình lệ kiến nghị Chỉ ngỡ mà cảm thấy biện pháp của anh ta rất ổn Ừ, em gọi điện thoại cho Lý Đội Cô nói cho Lý Đội suy nghĩ của mình Hy vọng Hồ Mộng có thể nhắm mắt Sau khi trở lại phòng ngáp một cái Rõ ràng hôm qua ngủ khá nhiều Nhưng mà lại buồn ngủ rồi Bà bầu dường như đặc biệt dễ dàng buồn ngủ Cô quay lại căn phòng Xem sách không bao lâu sau Thì ngủ gục trên giường rồi Cũng không biết trôi qua bao lâu Khi tỉnh lại khát nước đi uống nước ra khỏi cửa thấy lô đình lệ đang làm việc trước bàn tròn anh khi làm việc rất lạnh lùng nghiêm túc ngũ quan càng trở nên kiên quyết cô bỗng sững người một lúc lô đình lệ nhìn về phía cô cô mỉm cười em không gây ồn tới anh chứ không em đói rồi à lô đình lệ hỏi Trì ngỡ mặt lắc đầu lấy cốc lên đi rót nước nhìn về phía anh anh chỗ đây không phải là nói đi công tác sao công ty không bận à không bận lô đình lệ nói ngắn gọn Trình ngưỡng mặt gật đầu uống một ngụm nước Quay trở lại phòng Vừa mới nằm lên giường Lôi đỉnh lệ cũng theo vào Ngồi lên bên cạnh giường Ngày mai em đi đến văn phòng luật sư Thịnh Thiên Từ trước phải không Ừ làm sao vậy Em chuẩn bị khi nào đến văn phòng luật sư Lôi Nặc Lôi đỉnh lệ hỏi Ngày kia anh thấy có được không Chỉ ngữ mặc nhẹ nhàng hỏi Em muốn ký hợp đồng chính thức hay là kiêm chức Có thể ký một năm không Có thể Văn phòng luật sư này của anh vốn chính là vì cô mà kiến lập ra sau một năm anh sẽ lấy cô của anh cũng chính là của cô ấy cô ấy muốn làm việc bao lâu tùy ý cô vậy cảm ơn anh trình ngữ mặc bình tĩnh nói lôi đình lệ nhìn chằm chằm vào cô nắm lấy tay cô thỉnh thoảng nắm chặt một cái cũng không nói gì nữa trình ngữ mặc không biết anh ta muốn nói cái gì anh ta trầm lặng ai đều không nhìn thấu cô có thể làm cũng chỉ là yên yên tĩnh tĩnh chờ đợi anh ta nói may mà tính nhẫn nại của cô vẫn có thể sắc mặt của anh ta có chút khác lạ. Dưới tình trạng bình thường, em phải qua ba tháng chúng ta mới có thể phát sinh quan hệ. Ý này của Lôi Đình Lệ là gì? Em trước đây đi bệnh viện bảo thai, khẳng định không thể làm hoạt động quá khích. Trình ngữ mặc nhắc nhở. Ừ, cái này anh biết. Lôi Đình Lệ ánh mắt mê muội nhìn cô. Trình ngữ mặc không hiểu nhìn lại anh. Cô từ sau khi mang thai, luôn cảm thấy giống như trở nên ngốc mất rồi. Lôi Đình Lệ khàn giọng liếc nhìn xa xôi cô nói. Nếu như anh muốn, Em cảm thấy cần phải làm sao Cái đó anh có thể đi tìm người phụ nữ khác Phía bên em không có vấn đề Đúng rồi Úc Tăng Lan Cô ta không phải là bạn gái chính hiệu của anh sao Con người của bây giờ không kết hôn đều đã ngủ với nhau rồi Rất là bình thường Trì ngữ Mặc không quan tâm nói Thực tế cô có quan tâm cũng không có tác dụng Lôi đình lệ ánh mắt lạnh xuống Từ trên giường đứng dậy ra khỏi cửa Trì ngữ mặt trong lòng chua xót Nằm lên giường đằng nào phụ nữ của anh ta rất nhiều cô chẳng qua chỉ là biết thời biết thế mà thôi cô xem sách lật tường trang xem không vào tâm phiền ý loạn dứt khoát đọc to lên rất nỗ lực đọc thuộc lòng cưỡng ép quên đi những chuyện khác dùng hết tinh thần học thuộc lòng luật hình sự nhàm chán vô vị cô khát nước đi ra khỏi cửa lấy nước nhìn thấy lôi đình lệ vẫn ngồi bên ngoài sững lại cô cứ nghĩ anh ta đi tìm người phụ nữ khác rồi em đọc sách như vậy sẽ không ảnh hưởng tới anh chứ Trì ngữ mặc nhẹ giọng nói Lôi đình lệ tỏ vẻ mặt Ánh mắt cũng không nhìn cô Trì ngữ mặc cảm thấy bản thân tự gây vô ích rồi Cô ôm lấy cốc nước quay trở lại phòng Lôi đình lệ vứt con chuột máy tính sang một bên Đi theo phía sau cô Tiến vào trong phòng Tòm lấy cánh tay của cô Anh chính là muốn em Em nói xem phải làm thế nào đi Trì ngữ mặc sững sờ Nghĩ một hồi Đại khai đã hiểu ra ý của anh ta Không phải nói rồi sao Em mang thai không thể tiến hành vận động quá khích Ngoại trừ như vậy con có thể thế nào? Con có thể thế nào? Thủy ngữ mặc không hiểu hỏi. Trên mặt lôi đỉnh lệ đỏ lên lạ thường, liếc nhìn cô. Thủy ngỡ mặc đột nhiên lóe sáng. Dùng tay á, anh cũng có mà. Lôi đỉnh lệ bất lực hạ mình, hôn lấy đôi môi của cô, nhắm nghiền đôi mắt. Nụ hôn của anh có chút mạnh liệt, hơi thở mạnh mẽ thổi lên trên mặt cô. Lôi đỉnh lệ thật sự muốn. Cô có chút ngỡ ngàng. Thủy ngỡ mặc con tim đập thỉnh thịch rất nhanh anh ta đây là muốn làm gì? Anh ta lần nữa hôn lấy cô. Lôi đỉnh lệ của bây giờ với sự lạnh lùng bá đạo của mọi khi một chút đều không trùng khớp. Anh ta làm sao đột nhiên lại muốn vậy? Chỉ ngữ mặc tập trung không nổi tinh thần, cô không hiểu anh ta làm sao lại đột nhiên như thế này. Và lại anh ta nói một năm sau sinh ra đứa trẻ thì sẽ thả cô đi. Lại nói muốn như thế này sao? Cảm giác bọn họ giống như là một đôi người yêu, không phải là chắc chắn người yêu hoặc phu thê mới có thể làm chuyện như thế này sao còn nữa anh ta tại sao không đi tìm úc tăng lan còn có minh tinh đó cứ phải tìm cô làm chuyện này sao chỉnh ngưỡng mặc trong tay bỗng nhiên nóng lên khiến cô giật mình rụt tay lại lôi đỉnh lệ mê muội nhìn cô thêm mấy phần gợi cảm và mê hoặc cho đến cả ánh mắt cô cũng cảm thấy so với lúc bình thường không quá giống không biết là nguyên nhân mang thai trở nên ngốc nghếch hay là nguyên nhân thiếu dưỡng khí cô không có suy nghĩ nói rất thẳng thừng anh rất nhanh nguyên nhân chắc là do lâu rồi không làm là như vậy đó khá phấn khích lần thứ hai thì sẽ lâu hơn hoặc là mỗi tuần mấy lần cũng sẽ lâu không mẫn cảm như vậy nữa lôi đình lệ nhẫn nại giải thích cô cảm thấy cô và anh ta nghiên cứu những thứ này hình như không phù hợp lắm muốn đứng dậy anh sửa soạn xong rồi ôm lấy eo của cô lại lật người anh thích em Trì ngữ mặc đứng người, con tim dường như bị cái gì đó đụng phải. Bập bành từng cuộn, từng cuộn sóng, ngỡ ngàng nhìn lôi đình lệ. Anh thích em. Lôi đình lệ lại lần nữa bày tỏ. Trì ngữ mặc không biết phải hồi đáp như thế nào. Anh và Úc Tăng Lan không phải là sắp đính hôn rồi hay sao? Anh sẽ không kết hôn với cô ta, cũng sẽ không động đến cô ta. Chỉ là có một vài chuyện cần phải giải quyết. Đợi anh. Lôi đình lệ trầm giọng nói. Trì ngữ mặc đặt tay lên trán của anh, có phải là bệnh rồi không? Anh làm sao có thể sẽ thích em? Anh tại sao không thể thích em chứ? Lô Đình Lệ cao mày Cô ấy luôn không tin tưởng anh thích cô ấy sao? Anh đừng nói đùa nữa Thì ngỡ mặt đẩy anh ra Lô Đình Lệ trở nên nghiêm túc Anh không nói đùa Em nhìn thấy anh nói đùa bao giờ chưa? Còn nữa ngoại trừ em Anh không có người phụ nữ khác Vì vậy đừng đẩy anh về phía người phụ nữ khác Anh và cô Minh Tinh đó thì sao? Cô Minh Tinh tên là Mỹ Na đó trì ngữ mặc một biểu cảm cái gì cũng đều đã biết cô ta sao anh và cô ta một chút quan hệ cũng không có lần trước quang đan còn chụp được anh và cô ta trong cùng một khách sạn trì ngữ mặc nói thẳng thừng lô đình lệ ngồi dậy trầm mặc không nói trì ngữ mặc cũng không hỏi cô biết hỏi cũng không có kết quả lô đình lệ nhìn về phía cô trì ngữ mặc mỉm cười dường như không hề bị tổn thương vậy chuyện này rất quan trọng ai đều không thể nhắc đến lô đình lệ trầm giọng nói anh ta là muốn nói rồi sao cô ngược lại trở nên căng thẳng căng tròn con mắt lên nhìn anh lâm mỹ na và bố anh từng có một giai đoạn quan hệ sinh ra một đứa trẻ đứa trẻ đó anh để ở nhà người bạn của anh nuôi dưỡng lâm mỹ na dùng chuyện này uy hiếp vì vậy anh đồng ý cô ta gặp mặt cô ta một lần chỉ có như vậy thôi lôi đỉnh lệ giải thích Trì ngỡ mặc sững sờ thì ra là vậy vậy anh và úc tăng lan là chuyện như thế nào một khi hỏi ra khỏi miệng cô liền hối hận cô không nên hỏi lập tức thêm một câu Anh không nói cũng không sao Bố cô ta là kiểm tra kỷ luật viên trong tay nắm vài điểm yếu của bố anh nếu như là bình thường thì không phải là vấn đề lớn nhưng mà ở ngay trước cuộc bầu cử tổng thống nếu như bố của anh không trúng cử dựa vào trình độ khốc liệt giữa bố anh và đối thủ cạnh tranh có thể sẽ sụp đổ mất Lôi đỉnh lệ nói ra Chỉ ngữ mà không nghĩ tới chuyện anh ta sẽ kể cho cô cơ mật to lớn như thế này Cô chỉ cần nói ra bố của anh ta khẳng định sẽ chết chắc anh tin tưởng cô như vậy sao? Thật sự thích cô rồi sao? Không biết tại vì sao trong lòng cô có chút mừng thầm, ngồi dậy, thật không dám tin tưởng hỏi lại. Anh thật sự thích em sao? Ừ. Lôi đỉnh lệ không phủ nhận, anh không phải là thích cô, anh là vô cùng vô cùng thích cô. Chỉ có cô có thể dễ như trở bàn tay gây chấn động lên tâm trạng của anh. Cũng chỉ có cô mới có đủ để khiến anh luôn bận tâm, một chút xíu chuyện đều khiến anh không thể buông tay. Còn em thì sao? Lôi đỉnh lệ hỏi À Trì ngữ mặc ứng một tiếng Thích anh không Lôi đỉnh lệ mang theo hy vọng hỏi Đột nhiên trở nên đặc biệt căng thẳng Em sẽ không phải là một chút cũng không thích anh chứ Trì ngữ mặc không trả lời câu hỏi của anh Vẫn là không dám tin hỏi Anh thật sự thích em Không lừa em chứ Anh muốn là lại giống như lần trước Đột nhiên chia tay em thì làm sao Anh chắc chắn cô ấy là sợ bị chia tay, gây sợ hãi. Chuyện lần trước bởi vì quá gấp gáp là anh không suy nghĩ kỹ rồi." Trì Ngữ Mặc ánh mắt tối sầm lại. "Nếu như sau này anh phát hiện quyết định lúc này là thiếu suy nghĩ thì làm sao? Trong bụng em đều đã có con của anh rồi." Lơ Đình Lệ nói. "Vì vậy anh nói thích em là bởi vì đứa trẻ trong bụng phải không?" Trì Ngữ Mặc khoang mang hỏi. Lơ Đình Lệ gõ lên trán của cô một cái. "Nếu như đứa trẻ không phải là em sinh ra, anh sẽ thích sao?" nếu như đứa trẻ không phải do em sinh ra, anh sẽ không thích nữa sao? Trì ngữ mà cảm thấy câu hỏi này có chút thừa thải. Lôi đỉnh lệ bất lực nhìn cô, chẳng trách, cô ấy muốn đi kiểm tra, phụ nữ mang thai sẽ biến thành ngốc ngách, quả nhiên là vậy. Mẹ của con anh chỉ có thể là một mình em, trì ngữ mặc. Nói như vậy hiểu rồi chứ? Lôi đỉnh lệ hỏi. Cô vẫn giữ khuôn mặt không hiểu nhìn anh. Thời gian anh và em quen nhau không dài, anh nhìn thấy em khá dễ nói chuyện, thực tế em rất khó nói chuyện và lại còn rất nhỏ mọn, rất tính toán. Ừ. Lôi đình lệ đáp lại, tính khí của cô đã mấy lần phát tác, anh đã lĩnh hội qua. Nhưng mà tính của anh cũng không tốt, rất khó nói chuyện. Anh thật sự sợ câu nói tiếp theo của cô chính là nói không thích anh, không muốn ở bên cạnh anh, cắt ngang lời nói. Anh đã đang thay đổi rồi. Câu nói này, nếu như đổi thành lôi đình lệ của trước đây, đánh chết sẽ không nói nhưng mà tình yêu khiến người ta thay đổi rất nhiều. Lô Đình Lệ, về sau cái gì cũng sẽ không nói với em chứ? Trình ngữ mặc thăm dò hỏi, em muốn biết cái gì? Anh cưng chiều nhìn cô. Có thể do vừa mới xả xong, cô cảm thấy anh càng dễ nói chuyện hơn nữa. Em cũng không phải là cái gì đều muốn biết, chính là vì muốn bước vào cuộc sống của anh, không muốn bị anh đóng cửa bên ngoài. Trì ngữ mặc nói, nghĩ đến anh trước đây, làm với cô, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Anh lúc nào đóng cửa với em vậy? Có, lúc đó em hỏi anh, anh đang ở cùng với ai, anh bỏ mặc em. Lúc đó em cảm thấy rất tổn thương. Cũng cảm thấy giữa em và anh có sự khác biệt lớn như bùn với mây vậy. Trì ngữ mặc nói. Anh không hiểu biểu đạt, sau này em nhắc nhở anh. Lôi đỉnh lệ nhìn cô rất dịu hiền. Trì ngữ mặt nở nụ cười, trong lòng thật sự rất vui mừng. Lôi đỉnh lệ lại có thể thích cô, còn bày tỏ nữa, quả là khó bề tưởng tượng. Lôi đỉnh lệ nhìn cô đang cười Trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn Cũng nở nụ cười theo Véo má cô một cái Em còn chưa trả lời anh Em có thích anh không Ai không thích anh chứ Trì ngữ mặc có hàm ý nói Anh nói là trên mặt tình cảm Em cũng nói là trên mặt tình cảm Anh là người đàn ông giống như thiên thần vậy Vạn người ngưỡng mộ, phụ nữ tôn sùng Thiếu nữ nhớ nhung, người già an toàn Mùa hè bắt mấy lương phẩm bắt buộc phải chuẩn bị Nói hẳn hoi nào Lôi đình lệ lại lần nữa ngắt ngang lời cô. Em nói rồi, có thể ra ngoài ăn đồ ăn chứ? Trì ngữ mặc thay đổi chủ đề nói. Lôi đình lệ ánh mắt lạnh xuống, trong lòng chưa sót, giống như bị cây leo cuốn lấy, trong lòng vô cùng không thoải mái. Đi thôi, đi ăn cơm. Lôi đình lệ thất vọng nói. Trì ngữ mặc đột nhiên cưỡi lên lưng của anh, khuôn mặt dựa lên bả vai của anh, nhẹ giọng nói. Lôi đình lệ, em thích anh. Lần trước khi ở bên cạnh anh, em thật lòng thích anh rồi. Toàn cơ thể lôi đình lệ dưỡng lại, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc vui mừng, nhìn về phía cô. Thật chứ? Trì ngữ mà gầy gầy mũi của anh, có chút tủi thân nói. Bị anh làm tổn thương cũng rất hoang mang, nhưng mà bây giờ anh bày tỏ rồi, thay đổi chính đáng rồi, em tha thứ cho anh, nhưng chỉ có một lần này thôi, về sau anh bắt nạt em, em sẽ không tha thứ cho anh nữa. Lôi đình lệ nở nụ cười. Anh còn nghĩ cô ấy một chút cũng không thích anh cơ, anh biết rất nhiều người thích anh, mang theo mục đích không giống nhau tôn sùng anh, nhưng mà anh không quan tâm, bởi vì những người đó đều là anh không quen biết. Anh quan tâm, anh để ý cũng chỉ có cô mà thôi. Anh đi tắm đã rồi đi ăn cơm, em cũng phải rửa." Lôi Đình Lệ hỏi. "Rửa, rửa tay." Trình Ngữ mặt đỏ mặt nói, chạy trước vào phòng vệ sinh rửa tay, nghĩ đến cảnh vừa rồi, trong lòng vẫn ngọt ngào. Tuy rằng cảm thấy anh ấy vừa rồi như vậy có chút háo sắc, nhưng hình như cô cũng rất thích ngựa ngùng cười đi ra ngoài lôi đỉnh lệ đứng ở trước cửa đợi cô cô nhún gót lên hôn lên mặt của anh lôi đỉnh lệ cũng mỉm cười ôm lấy eo của cô không để cô rời đi cúi đầu hôn cô lần nữa nhưng mà chỉ là một lúc anh liền thả cô ra nếu tiếp tục như thế này nữa anh chắc chắn lại mong muốn cô vẫn chưa phải lúc là có thể nhẹ giọng nói đợi anh ừ trì ngỡ mà gật đầu Lôi đỉnh lệ đi vào trong phòng tắm Cô vui vẻ gọi điện thoại cho Lâm Miễu 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 Tớ nói cho cậu một chuyện nhé Lôi đỉnh lệ bày tỏ với tớ rồi Nói thích tớ Chỉ ngữ mặc vui sướng nói Ôi anh ta bày tỏ với cậu rồi à Lâm Miễu ngạc nhiên Nhưng mà cũng chỉ một giây thì cũng trở lại bình thường Tớ biết ngay anh ta thích cậu mà Ánh mắt anh ta nhìn cậu đều không giống Giống như muốn nhìn xuyên qua cậu Nơi nào có cậu trong mắt của anh ta chỉ có cậu thôi Tớ đều không biết trình ngữ mặc vẫn rất vui vẻ như vậy cũng tốt về sau đợi cậu sinh em bé rồi cũng không cần phải rời xa con nữa vả lại lôi đỉnh lệ là người tình trong mộng của rất nhiều phụ nữ may mắn của cậu không phải là tốt bình thường tớ không nghĩ đến tớ còn tưởng anh ấy không thích tớ cơ anh ấy hôm nay khá khác lạ nhưng mà anh ta là phải cùng với úc tăng lan kết hôn cậu sau này quyết một lòng đi theo anh ta sao lầm liễu lo lắng hỏi không anh ấy nếu như lấy úc tăng lan tớ sẽ bảo đi nhưng mà anh ấy nói sẽ lấy tớ chỉ ngỡ mặc cao hứng nói Tống Nghị Nam lần này chắc đau lòng rồi, không có hy vọng rồi. Chỉ Ngữ Mặc thu lại nụ cười, cô mắc nợ đối với Tống Nghị Nam cũng chỉ có thể mắc nợ thôi. Anh ấy khẳng định sẽ tìm được người tốt hơn. Mong là như vậy, cậu làm việc đi, tớ bên này phải đi học rồi, vậy nhé. Lâm Miễu dập điện thoại. Trì ngỡ mặt đổ xuống giường, hạnh phúc giơ điện thoại lên, đăng nhập Weibo, đăng lên một dòng tin nhắn. Chúng tôi ở bên nhau. Mình đến với nhau đi. Trì ngỡ mặt lầm bẩm Cô nắm chặt điện thoại, mỉm miệng cười tùm tìm. Hôm nay là ngày cô cảm thấy vui nhất từ trước đến giờ. Cho dù chỉ nằm một chỗ không làm gì cả, tâm trạng của cô vẫn như thể nở hoa, không ngăn được nụ cười hạnh phúc. Tiểu mặc, lôi đỉnh lệ gọi cô. Chỉ ngỡ mặc chạy lại cửa, cô dừng lại, nghe thấy tiếng nước bên trong mới nhớ đến, anh đang tắm trong đó. Cô không đẩy cửa ra hỏi vọng vào. Sao vậy? Quần áo của anh ở trong tủ, mang vào cho anh. Vâng. Trì ngữ mặc mở tủ quần áo, lô đình lệ là một người rất ngăn nắp kỹ càng quần áo cũng được gấp thẳng tăm tắp quần áo được phân loại rõ ràng cô chọn cho anh một bộ đồ rồi mang đến trước cửa phòng tắm gõ gõ cửa vào đây lô đình lệ nói tóc anh đã được gội xong thân hình vô cùng cân đối cơ bụng từng múi rõ ràng cô vỗ vỗ mặt mình phải bình tĩnh cô không dám nhìn tiếp nhanh tay trao quần áo lên cho anh rồi lập tức bước ra nhưng thân hình của Lôi Đình Lệ thật sự đẹp hơn với trên TV mà cô nhìn thấy. Chẳng mấy chốc, Lôi Đình Lệ bước từ phòng tắm ra. Đói chưa? Cũng bình thường, chắc là tại buổi sáng em ăn nhiều quá, trời lại nóng, cho nên không thấy đói lắm. Đi thôi, ăn cơm. Lôi Đình Lệ nói rồi ra ngoài trước. Chỉ ngữ mặc tắt điều hòa, mở cửa sổ thông gió rồi cũng nhanh bước theo anh. Đột nhiên cô nhớ đến một chuyện. Có chuyện này, em xuất hiện cùng anh tại nhà hàng Lôi Nặc hình như không được hay cho lắm kiểu gì cũng có người nói này nói nọ, đến tai Úc Tăng Lan thì không hay đâu. Ừm, mình đi chỗ khác ăn. Lôi Đình Lệ đáp. Chỗ khác trời nóng thế này còn phải đợi nữa. Còn không bằng mình ăn ở khách sạn luôn. Thứ nhất, không ảnh hưởng công việc của anh. Thứ hai, không ảnh hưởng việc học của em. Được không? Trình ngữ mặc đóng góp ý kiến. Cho nên chúng ta quay trở lại phòng à? Lôi Đình Lệ hỏi. Trình ngữ mặc gật đầu. Ừm, vậy trở lên thôi. Lôi Đình Lệ trả lời khá ngầu sắc mặt của anh vẫn lạnh lùng như vậy nhưng dễ nói chuyện hơn nhiều chỉ ngữ mặc vịn lấy cánh tay anh lôi đình lệ nhìn cô khóe miệng khẽ nhoẻn cười lát em muốn ăn gì cái gì cũng được thực ra em không muốn ăn lắm anh muốn ăn gì thì em ăn cùng thôi họ trở lại trên lầu lôi đình lệ đi gọi món còn cô ngồi chờ ở sky garden cô ngồi trên ghế ườn mình nằm ra bàn thả lỏng đầu óc để bản thân không nghĩ gì cả vẫn cứ thấy trong lòng ấm áp lôi đình lệ bước đến Ngoài này nóng lắm, em ngồi đây làm gì? Có gió cũng không nóng, cảnh ở đây đẹp thật đấy. Trì ngỡ mặt nhìn những bông hoa quanh mình. Một trong số căn nhà anh mua cho em ở ngay trong công viên, phong cảnh còn đẹp hơn ở đây. Lôi đỉnh lệ giải thích, anh ngồi xuống cạnh cô. Trong công viên á, ở đâu vậy? Công viên Tây Xuyên gần phố Lôi nặc trước đó là nơi anh đầu tư, nhưng hơi xa với địa điểm em đi làm. Cuối tuần đến đó ở thì thích hợp hơn. Ồ, ở đó à, trước em có đi ngang, có thấy một căn biệt thự cảnh hồ, khi đó em còn nghĩ ai ở đây vậy, phong cảnh đẹp thế, hóa ra căn biệt thự ấy là của anh à. Từ đầu là từ hồng thích nên bảo anh giữ lại cho bà, xây xong rồi lại nói không thích nữa, chuyển đi chuyển lại không thích, cho nên vẫn cứ để trống. Trì ngữ mặc biết, lão thái thái dám làm ra những chuyện như vậy lắm. Ở đó làm xong hết chưa? Trì ngữ mặc hỏi, ừ, xong lâu rồi. Vậy tại sao hai ngày nay chúng ta không đến đó nhỉ? Không nghĩ đến, Lời đỉnh lệ nghiêm túc, trình ngữ mặt nở nụ cười, không ngờ anh còn có thể nói không nghĩ ra, với vẻ mặt nghiêm nghị như vậy, cô thấy điều này vô cùng dễ thương. Em muốn ở đó cũng được, đến lúc đó anh chọn cho em một tài xế, cách nơi làm việc của em cũng chỉ nửa tiếng thôi. Vâng, được ạ. Trước đây cô không muốn lấy đồ của anh, là vì cô biết anh và cô không thể nào đến được với nhau, nên lấy càng nhiều, áp lực càng nhiều bây giờ suy nghĩ của cô thay đổi rồi dù sao sau này cũng kết hôn họ sẽ ở với nhau lâu dài nên cũng không cần thiết suy nghĩ như trước nữa cô nghiêng nghiêng mái đầu dựa vào bờ vai của anh cả hai đều yên ắng không ai muốn phá vỡ bầu không khí này khi trước anh cảm thấy hai người ở cạnh nhau mà không làm gì là đang lãng phí thời gian nhưng bây giờ ngồi cạnh cô anh thấy trong lòng thật sự bình yên cái cảm giác được thả lòng và dễ chịu lơ đình lệ ừ anh dịu dàng nhìn xuống cô sau này anh đừng đến tìm em nữa cái gì lôi đỉnh lệ bỗng chốc nhíu chặt mày anh đừng tức giận nghe em nói hết đã nếu ngày nào anh cũng đến tìm em phía úc tăng lan sẽ phát hiện ra mất cô ấy mà phát hiện ra thì không có lợi ích gì cho em hay anh đặc biệt là với ba của anh có thể sẽ thay đổi quỹ đạo cuộc sống sau này chỉ cần anh không thay lòng đổi dạ em sẽ không thay đổi em sẽ nhẫn nại và chờ đợi đến khi nào anh giải quyết hết toàn bộ mọi chuyện mà đến tìm em trong suy nghĩ của em, anh vẫn luôn là một vị thần. Em tin rằng anh có thể giải quyết được hết tất cả mọi chuyện. Trì ngữ mặc nói chuyện rất nghiêm túc. Anh biết cách cô nói sẽ tốt cho tất cả, cũng là phương pháp có lý nhất, nhưng anh lại muốn được nhìn thấy cô hàng ngày. Anh tự có cách. Lôi đỉnh lệ trầm giọng nói. Trì ngữ mặc chạm nhẹ lên đầu mũi anh. Hôm đó anh nói cần đi công tác, thực chất là đi gặp ba của Úc Tăng Lan nói chuyện đính hôn, em đều biết cả ngày đó anh thật sự phải đi công tác đi mỹ bàn về tác quyền game lúc đến mỹ gọi điện cho em thấy không đúng là anh bay từ mỹ về luôn không nói rồi em lôi đình lệ giải thích hóa ra anh thật sự phải đi công tác sao cho nên thực ra em ở lại cạnh anh sẽ xảy ra rất nhiều sự cố cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh để anh đính chính lại nhé ảnh hưởng đến công việc của anh không phải do em bên anh mà là do em không ở bên anh lôi đình lệ trầm giọng nói trình ngữ mặc nghe đến đây cũng thấy khá cảm động bị úc tăng lan phát hiện đương nhiên không phải chuyện tốt trì ngữ mặt nhẹ nhàng nói biết rồi lôi đình lệ đáp Cho là nhà bếp sẽ mang đồ ăn lên đến rồi đấy chúng ta vào trong thôi điện thoại của lôi đình lệ vừa đúng lúc này reo lên anh liếc nhìn qua tên người gọi đến tỏ ra khá bực dọc cao mày sao vậy trì ngữ mặc hỏi úc tăng lan ở dưới tầng trệt lôi đình lệ nói anh mau đi đi em ở đây không sao đâu em tin anh trì ngữ mặt nói Đương nhiên cô tin anh rồi, anh chỉ chút xíu mà đã như vậy rồi, chứng tỏ anh không có gì với Úc Tăng Lan. Anh muốn xảy ra chuyện gì thì đã sớm có chuyện đó rồi, không cần phải đợi đến giờ. Lôi đỉnh lệ đi cũng đã qua 2 tháng, sau ngày hôm đó anh không hề xuất hiện, Lý Hạo đón cô đến căn hộ ở công viên Tây Xuyên, ngày nào cũng đưa đón cô đến văn phòng luật sư lôi nặc. Vốn thưởng lương nguyệt muốn làm khó cô nên không phát lương cho cô, nhưng chỉ một cuộc điện thoại từ trên xuống là phải phát luôn. Cô đoán do lô đỉnh lệ gọi xuống chỉ có anh có khả năng này. Vụ án của hồ tuyết cũng đã có kết quả. Bà ta hoàn toàn không quen biết mấy người mỹ kia nên không có cách nào nói dối được nữa, đành nhận tội giết người. Hóa ra là do hồ lão gia tử chia cho hồ mộng một nửa số tài sản. Bà ta không muốn chia cho hồ mộng nên mới sắp xếp một vụ giết người. Hai tháng nay cô cũng không liên hệ với tống nghị nam. Ngày qua ngày cứ bình yên và bận biệu trôi qua như vậy. Nhưng mai đã là quốc khánh, nếu cô nhớ không nhầm, ngày mùng 3 tháng 10 chính là ngày anh và Úc Tăng Lan đính hôn. Là do cô bảo anh đi gặp, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng buồn tủi. Cũng may, cô đã thay điện thoại để Úc Tăng Lan không liên hệ được với cô. Không thì, nếu mời cô đi uống rượu mừng của họ, cô nên đi hay không cũng rất khó quyết định. Ngày mùng 1 tháng 10, sáng sớm, cô đã ra khỏi nhà, ăn tạm một bát canh đậu phụ, một lòng bánh bao, rồi đi chợ mua một con gà, một con gà, một con cá cùng một miếng thịt ba giỏi trở về nhà của Vương Tuệ Phần. Vương Tuệ Phần thấy cô về, bà vui mừng khôn xiết. Hôm qua bệnh viện gọi đến nói hôm nay nhà mình đến đó, họ đã tìm được tủy phù hợp với chị con rồi, cần phải làm kiểm tra. Cô vô cùng vui mừng. Hy vọng lần này đừng xảy ra tình trạng kích ứng. Ừ, không cần biết có kích ứng hay không, đều phải cảm ơn lôi tiên sinh. Con hỏi cậu ấy tối nay có rảnh không? Mẹ mời cậu ấy đến ăn tối. Vương Tuệ Phần nói. Ánh mắt Trì Ngữ Mặc bỗng chốc thoáng qua sự u sầu. Ngày mùng 3 tháng này là anh đã đính hôn với Úc Tăng Lan, cô gọi anh đến vào lúc này thật sự là không thích hợp. Nếu cô không giữ anh lại, anh sẽ nghĩ linh tinh, nếu cô giữ anh, cô lại lo anh sẽ khó làm. Tốt nhất không liên lạc. Anh ấy dạo gần đây bận lắm, đợi sau này anh ấy rảnh rỗi hơn mẹ nhé." Trì Ngữ Mặc cười nói. "Cũng được, bây giờ mẹ đưa chị con đến bệnh viện, nếu phù hợp thì cho nằm viện luôn, con ở nhà nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ gọi điện về cho con." Vương Tuệ Phần nói: Con đi cùng với chị luôn, mẹ ở nhà nấu ăn đi. Con nấu không ngon bằng mẹ. Cũng được, có kết quả thì gọi ngay cho mẹ. Vương Tuệ Phần dặn dò. Cô đưa Tưởng Kỳ Nhị đến bệnh viện, xếp hàng qua mọi quy trình trong bệnh viện. Tưởng Kỳ Nhị nằm trong phòng phẫu thuật, chỉ ngỡ mặt ngồi đợi ngoài hành lang, hai tay đan nhau, cô cầu nguyện cho chị mình. Nếu lần này còn không phù hợp nữa, sợ rằng chị cô không chờ được đến lần sau. Bên cạnh có người ngồi xuống. Trình Ngữ mặt cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc, cô quay đầu nhìn sang là Lôi Đình Lệ. Anh đang nhìn cô say đắm, thứ cảm giác quen thuộc từ anh vẫn vậy. Trình Ngữ Mạc nở nụ cười rạng rỡ, sao anh lại về đây? Họ gọi điện cho anh nói em đến rồi, cho nên anh mới đến đây. Lôi Đình Lệ giải thích. Trì ngỡ mặc mừng rỡ, nhưng nhớ đến việc anh sẽ đính hôn vào hai ngày sau, nụ cười kia tắt đi lúc nào không biết. Anh không cần vì chuyện này mà đến tận đây đâu, cảm ơn anh. Anh đến đây không phải là vì muốn nghe câu cảm ơn từ em. Lôi đỉnh lệ đặt tay dưới cằm cô, nâng nhẹ, đưa ánh mắt cô gặp ánh mắt anh. Đôi mắt ấy bỗng dịu đi, anh hỏi, có nhớ anh không? Trì ngỡ mặc khó lòng trả lời, nhớ thì chắc chắn, nhưng có nhớ cũng làm được gì. Ben gật đầu, em không gọi cho anh. Lôi đỉnh lệ trầm giọng nói, sợ anh phân tâm. Không gọi cho anh, anh càng phân tâm. Lôi đỉnh lệ nói, mặc dù họ không liên lạc nhưng lý hạo ngày nào cũng báo cáo lại cho anh trong căn biệt thự ở công viên tây xuyên cũng được anh đặt camera khi nhớ cô anh lại mở ra xem cô bình tĩnh hơn sự tưởng tượng của anh hàng ngày đi làm ở nhà thì trồng hoa nghe nhạc làm vài động tác yoga cơ bản xem tv đọc sách và xem hồ sơ vụ án anh trì ngữ mặc ngập ngừng cô cúi thấp đầu cười không nói gì anh cái gì lôi đỉnh lệ dục một cách có nhẫn nại anh ngày kia chắc là đính hôn với Úc Tăng Lan đúng không? Hai ngày nay tốt nhất đừng gặp nhau. Mặc dù chỉ ngữ mặt cười nói như vậy, trong lòng khó mà cười nổi. Lôi đình lệ nhìn thẳng vào cô. Ai nói với em ngày 3 tháng này anh sẽ đính hôn? Hứ? Trình ngữ mặt cố gắng hồi tưởng lại, lẽ nào là cô nhớ nhầm sao? Vậy thì là ngày mấy anh đính hôn vậy? Anh sẽ không đính hôn với Úc Tăng Lan, anh chia tay với cô ta rồi. Lôi đình lệ nói giọng chắc chắn, rồi anh nở nụ cười rất hàm ý. Chỉ ngỡ mặt thững người Cô không hiểu gì cả Anh chia tay với cô ta rồi sao Vậy ba anh thì sao Anh đã đi giải quyết món nợ đó rồi Có bị tra đến cũng không có vấn đề gì nữa Hơn nữa tiểu sử của Úc Tăng Lan cũng quá đen tối Nghiện ngập phá thai Cướp chồng người khác Lúc ở nước ngoài còn tham gia những buổi party thác loạn Chỉ cần một trong bất kỳ những điều kể trên Cũng đủ làm cho nhà họ Úc Phải che mặt xấu hổ Mọi người nước sông không phạm nước giếng Cứ yên ổn mà sống Lôi đỉnh lệ giải thích cũng có nghĩa là anh không cần phải cưới Úc Tăng Lan nữa. Trì ngỡ mặt kinh ngạc, đôi mắt cô bỗng chốc phát sáng, nhìn vào lôi đình lệ. Ừ, lôi đình lệ đáp. Tốt quá rồi. Trì ngỡ mặt nhảy miệng cười tươi, không hề giấu giếm niềm vui này. Lôi đình lệ cũng nở một nụ cười dịu dàng. Anh cúi thấp đầu, đặt lên môi cô một cái chạm nhẹ. Cô nhìn anh chằm chằm, cứ như những điều anh vừa nói, cô vẫn chưa thể tin được vậy. Ba anh không sao chứ? Quả quốc khánh sẽ có kết quả bầu cử, anh có niềm tin đến 80%. Vậy có nghĩa anh là con trai tổng thống rồi sao? Em và anh hình như cách nhau xa quá. Trì ngữ mặc thẳng thắn nói. Lôi đình lệ cười nhẹ một tiếng. Mẫu dĩ tử quý, hơn nữa, trước giờ anh chưa từng dựa dẫm vào quyền lực của ba anh. Cũng không cần có áp lực vì địa vị của ông ấy, anh không hứng thú với chính trị. Anh còn muốn lấy em không? Trì ngữ mặc hơi chết máy, cô không dám tin. Lôi đình lệ chạm nhẹ vào trán cô, không lấy em thì lấy ai Một người phụ nữ đã đủ làm anh cảm thấy rắc rối rồi Anh không hề thích rắc rối đâu Trì ngỡ mặc ngơ người Nhìn lôi đình lệ Thực ra chúng ta quen nhau cũng chưa được lâu Đúng không nhỉ Anh nhìn cô chằm chằm Đúng vậy Nhưng cô là người phụ nữ duy nhất Anh công nhận Duy nhất mà anh có cảm giác nhớ nhung không ngừng Anh đã quyết định ngay từ đầu Thì sẽ không thay đổi Trì ngữ mặc không ngờ câu trả lời của anh như vậy Vậy làm sao bây giờ? Lôi đỉnh lệ cười, anh rút từ trong túi quần ra một chiếc hộp, nằm lấy tay cô, không cần đợi cô đồng ý, anh đeo lên ngón áp út của cô, một chiếc nhẫn kim cương. Anh lại lấy một chiếc nhẫn khác, đặt vào tay cô, đeo lên cho anh. Là anh đang cầu hôn đấy à? Trị ngữ mặc hỏi. Ừ, trị ngữ mặc hơi thất vọng. Lôi đỉnh lệ nhìn ra, anh đứng dậy, đặt quỳ một chân xuống đất. Sao nào? Trống ngực trị ngữ mặc đập rồn, mặt cô đỏ lên, cô đeo nhẫn lên ngón áp út cho anh lôi đình lệ nở nụ cười anh đứng dậy ôm chặt lấy cô đặt một nụ hôn thật sâu lên trán cô tưởng kỳ nhị được đưa từ phòng phẫu thuật ra chị ngỡ mặc lập tức tiến đến lo lắng nhìn bác sĩ chị cháu sao rồi ạ à? lần này có được không ạ à? bác sĩ mỉm cười gật đầu chúc mừng không có dấu hiệu kích ứng hay cơ thể có hiện tượng đào thải chúng ta có thể sắp xếp một ca phẫu thuật được rồi tốt quá chị ngỡ mặc vui sướng nhìn tưởng kỳ nhị tưởng kỳ nhị ánh mắt đám đuối nhìn lôi đình lệ trì ngữ mặc trột dạ nói với tưởng kỳ nhị chị anh ấy là người đàn ông của em tưởng kỳ nhị bị nói trúng cô đỏ mặt cúi thấp đầu lôi đỉnh lệ nhoẻn miệng cười nằm lấy tay cô hai chiếc nhẫn kim cương dính lấy nhau san sát anh thích cách cô nói anh ấy là người đàn ông của em câu nói này nghe rất bá đạo bác sĩ bây giờ có thể sắp xếp nhập viện được chưa trì ngữ mặc hỏi cần chứ cho đến khi nào cơ thể vào trạng thái tốt nhất sẽ tiến hành phẫu thuật cần được chăm sóc hơn Bác sĩ dặn dò đơn giản Vậy tôi đi làm thủ tục nhập viện Trình ngữ mặc xuống lầu Ngoài cửa chỉ còn lại tưởng kỳ nhị và lôi đình lệ Tưởng kỳ nhị nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay lôi đình lệ Sắc mặt cô hơi lạ Chủ động bắt chuyện với lôi đình lệ Anh sắp kết hôn với em gái tôi à Ừ Lôi đình lệ đáp một tiếng vô cảm Vậy bao giờ hai người kết hôn Tưởng kỳ nhị truy hỏi Năm nay ngày nào vẫn chưa quyết Em gái tôi Thật ra nó Trước đây nó Tưởng kỳ nhị ấp úng Lôi đình lệ nheo mắt Ánh mắt anh sắc bén nhìn vào tưởng kỳ nhị Tưởng kỳ nhị bị anh nhìn như vậy Cô càng ngập ngừng cúi đầu nói Trước đây nó khổ lắm Hy vọng sau này anh chăm sóc tốt cho nó Ừ Lôi đình lệ đáp thêm một tiếng Tưởng kỳ nhị chằm chằm nhìn gương mặt tuần tú của lôi đình lệ Sáng vẻ cô khá đáng thương Cùng với đôi mắt đỏ ao Lôi đình lệ nhìn cô Đôi lông mày khẽ nhíu lại hỏi thẳng Cô thích tôi sao Tưởng kỳ nhị bị hỏi trúng, cô thẹn thùng cúi thấp đầu xuống. Nếu như thích vì là bạn trai của Tiểu Mặc thì tôi rất cảm ơn cô. Nếu như kiểu thích khác thì giờ tôi có thể nói rõ ràng cho cô hiểu. Cô không phải mẫu người tôi thích. Tôi có giúp cô cũng vì quan hệ giữa tôi và Tiểu Mặc. Cho nên cô không cần cảm ơn tôi. Cảm ơn Tiểu Mặc là được rồi. Lôi đỉnh lệ thẳng thắn nói. Gương mặt tưởng kỳ nhị đỏ ửng. Tôi không có ý đó. Tôi thích anh cũng là vì anh là bạn trai của Tiểu Mặc. Tôi coi anh như người nhà vậy ừ vậy thì cô thay đổi cái nhìn đắm đuôi đó đi như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm cũng sẽ làm tôi không thoải mái lôi đỉnh lệ lạnh lùng nói tưởng kỳ nhị lần đầu bị người khác nói như vậy cô cảm thấy rất mất mặt đôi mắt rưng rưng hạ thấp giọng nói tôi biết rồi cô ở đây chờ một lát tôi xuống dưới tìm tiểu mặc lôi đỉnh lệ côn ngầu nói rồi bước về phía thang máy anh tìm thấy chỉnh ngữ mặc ở quầy thu tiền em bảo anh lại một mình vô tư nhỉ Lôi đỉnh lệ nói với giọng điệu khác lạ là... Chỉ ngỡ mặt không hiểu chuyện gì Ơ ờ, em để anh nghỉ ngơi một lát mà Người nên nghỉ ngơi là em Thực ra lôi đình lệ nán lại Cũng chỉ để nói với tưởng kỳ nhị mấy câu Em cũng đã 3 tháng rồi Cũng giống với người khác thôi không sao đâu Chỉ ngỡ mặt cười Đợi chị gái em lạnh hẳn Anh đưa em đi du lịch Không phải là em muốn đi Mandivin sao Lôi đỉnh lệ hỏi Em muốn đưa cả người nhà em đi có được không Mẹ em cũng thích đến đó lắm Đúng rồi Dạo này em vừa hoàn thành xong hai đơn kiện, tính toán tiền phần trăm cũng được hơn 3 vạn đấy. Để em làm thêm hai cái nữa, tiền của họ em sẽ trả. Em nghĩ anh không trả nổi sao? Lôi Đình Lệ nói, rồi đưa thẻ cho nhân viên thu ngân. Dùng thẻ này. Cái đó coi như em nợ anh. Trì ngữ mạng giải thích. Sau khi kết hôn, tài sản đều là tài sản chung của hai vợ chồng. Nợ anh cái gì? Lôi Đình Lệ trầm giọng hỏi. Sao em cứ cảm thấy kiếp trước của em như đã giải cứu cả giải ngân hà nhỉ? sao em may mắn như vậy trì ngữ mặt cảm thán lôi đình lệ nhòe miệng chỉ cần nghe lời cái gì cũng có lôi đình lệ thực ra tiền anh có nhiều lắm rồi có hơn nữa cũng chỉ là con số thôi sau này có kiếm đủ là được rồi mình cùng nhau làm những chuyện có ích hơn nhé trì ngữ mặt nghiêng đầu nói ừ lôi đình lệ đáp trì ngữ mặc nở nụ cười tươi ngay giờ phút này cô cảm giác mình là người hạnh phúc nhất sau khi sắp xếp cho tưởng kỳ nhị Lôi đỉnh lệ đưa trì ngữ mặc về nghỉ. Không hiểu sao trì ngữ mặc cảm thấy bầu không khí hơi nặng nề. Tiểu mặc. Lôi đỉnh lệ nói. Trì ngữ mặc khó hiểu nhìn anh. Sao vậy? Có chuyện này anh phải nói với em. Lôi đỉnh lệ nói. Trì ngữ mặc có dự cảm chẳng lành. Lôi đỉnh lệ dừng xe, nhìn cô. Anh tìm được người khi trước bắt cóc em, cũng đã đưa hắn đi ngồi tù rồi. Là ai bắt cóc em vậy? Tại sao ông muốn làm thế với em? Trì ngữ mặc cảm thấy khó hiểu. Bắt cóc em cũng vì cơ duyên trùng hợp, vì nhà máu của em phù hợp, lấy trứng noãn của em là muốn lấy được máu nhau thai, cứu người. Lôi đình lệ giải thích. Vậy sao không nói với em, nếu là để cứu người thì em cũng sẵn lòng mà, sao phải bắt cóc chứ? Bọn họ có hỏi mẹ em rồi, nhưng em không đồng ý, nên mới bắt cóc em. Hỏi mẹ em rồi á, sao em không nhớ gì nhỉ? Vậy cuối cùng có cứu được người không? Trì ngữ mặc hỏi lại. Không những cứu được mà còn có một đứa bé khỏe mạnh được chào đời. Trì ngữ mặt trợn tròn mắt Con của em á Em có tha thứ cho họ không Lôi đình lệ hỏi Con của em giờ này nó sao rồi Trì ngữ mặt hỏi cô quan tâm cái này hơn Nó ở trong cô nhi viện Khỏe mạnh lắm Trì ngữ mặt không nói gì cô im lặng Não bộ của cô đang vận động hết sức Để tiêu hóa được lượng thông tin này Anh nói họ bắt cóc em Là vì muốn cứu người Người cứu được rồi còn có một đứa con của em để lại nữa Trì ngữ mặt nhắc lại Ừ, um. Lôi đình lệ đáp Người bắt các em bị đưa vào ngục rồi sao Trì ngỡ mặt lại hỏi Tên luật sư kia thì không Nhưng anh đã cho tên luật sư đó đi khỏi đây rồi Cả đời hắn không thể quay lại nước này được nữa Chuyện này anh cũng mới biết cách đây không lâu Con của em thì sao Ừ Ở cô nhi viện sao Ừ Trì ngữ mặc mím miệng Cô thăm dò sắc mặt lôi đình lệ Em có thể đưa nó về không Lôi đình lệ nhìn cô chằm chằm Không nói gì Trì ngữ mặc thấp thỏm Mặc dù cô cũng không biết ba của đứa trẻ là ai Nhưng dù sao cũng không phải là con của anh Cô giữ đứa trẻ bên mình Lôi đỉnh lệ sẽ không được thoải mái Nhưng cô tìm thấy đứa con của mình Không đón nó về Để nó ở cô nhi viện chịu khổ Cô cũng không đành lòng Em có thể đón con về Anh còn có một chuyện nữa Ba của đứa trẻ là anh Lôi đỉnh lệ nói Đương nhiên sau này em có thể để con theo họ anh mà Chuyện này không có vấn đề gì cả Trì ngỡ mặc lập tức bảo đảm Cô chỉ sợ anh đổi ý Ý của anh là ba ruột của đứa trẻ là anh. Lôi đình lệ nói. Trình ngữ mặc hoàn toàn kinh ngạc, lần này thì đầu óc chết máy luôn. Sao thế được? Lúc đầu anh cũng không tin, làm DNA kiểm tra, kết quả đứa trẻ đó là của anh và em. Lôi đình lệ giải thích. Vậy anh chính là người đã muốn bắt cóc em sao? Trình ngữ mặc càng ngạc nhiên hơn nữa. Không phải, có người dùng tế bào của anh kết hợp với em. Chuyện này anh không rõ, sau này mới được biết lúc mới biết anh cũng vô cùng kinh ngạc lôi đỉnh lệ nhìn cô chỉ ngỡ mặc ngây người khá lâu lâu đến độ anh thấy hơi lạ chỉ sợ cô nổi giận rồi bỏ đi luôn không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa anh vì đứa bé đó mới theo đuổi em sao chỉ ngỡ mặc không chắc chắn đương nhiên không phải em nghĩ anh là dạng người vì một đứa trẻ đi ép bản thân mình làm chuyện không thích sao lôi đỉnh lệ phản vấn chỉ ngỡ mặc nghĩ nghĩ cũng đúng anh đủ lý trí và lạnh lùng Vậy thì duyên phận thật trùng hợp quá Chúng ta không ngờ còn có một đứa con nữa Đứa bé đó bây giờ mấy tuổi rồi Trì ngữ mạc hiếu kỳ Năm tuổi, có chút nghỉ ngợm, ương bướng Trên phương diện tính cách có nhiều điểm thiếu sót Nó tưởng bản thân sẽ chết Nên sống rất bất cần Em có muốn gặp nó bây giờ không Lôi đình lệ hỏi Trì ngữ mạc gật đầu Em vô cùng muốn gặp nó Trình ngữ mạc khá căng thẳng, đầu óc cô vẫn trong trạng thái treo máy, Lôi đỉnh lệ lâu lâu không xuất hiện, vừa xuất hiện là có bao nhiêu chuyện như vậy. Tim cô chắc chắn không chịu được tuần suất hoạt động kiểu này. Đến khi xe đỗ trước cửa cổng cô nhi viện, trì ngữ mặc vẫn cảm thấy căng thẳng. Lôi đỉnh lệ xuống xe, trì ngữ mặc nằm lấy tay anh. Đứa bé đó là nam hay nữ? Chúng ta đi tay không như vậy không hay lắm. Tốt nhất nên mua chút quà cho nó. Nó thích gì vậy? Ngoài ra nó có biết anh không? Trì ngữ mặc hỏi dồn dập Từ lần gặp trước, lôi đỉnh lệ cũng rất lâu chưa gặp tích tích. Anh cũng không biết tích tích thích cái gì Cũng không biết gặp hai người Nó sẽ có tâm trạng như thế nào Vậy thì đi mua ít quà Đồ chơi thì sao Kẹo đi, trẻ con thích kẹo mà chị ngữ mặt góp ý Họ đến siêu thị mua kẹo rồi quay lại cô nhi viện Viện trưởng đang không tìm thấy tích tích Bà lúc này khá hoang mang chị ngữ mặc vừa bước vào cô nhi viện Cô cảm thấy bầu không khí này không được đúng cho lắm Lôi đỉnh lệ nhìn viện trưởng cao mày Nó đâu rồi viện trưởng thấp thỏm tiến đến trước mặt lôi đình lệ xin lỗi lôi tiên sinh nãy tích tích còn ở đây nhưng lúc tôi nói cậu đến tìm nó thì không biết nó đã chạy đi đâu rồi Trì ngữ mặc cau mày nhìn sang lôi đình lệ nhẹ nhàng hỏi nó không thích anh à lôi đình lệ mí môi không nói gì thường thì nó cố ý không muốn gặp anh sẽ trốn ở chỗ có thể quan sát được anh nếu là em thì em sẽ làm vậy Trì ngữ mặc nghĩ một lát cô bước ra khỏi cô nhi viện nhìn lên một tán cây rậm trong viện quả đúng nhìn thấy một cậu bé chừng 5-6 tuổi. Đứa bé đó nhìn vừa giống Lô Đình Lệ vừa giống cô, nhưng giống với Lô Đình Lệ hơn. Trì ngữ mặt tim đập nhanh, cất giọng hỏi. Con là Tích Tích có phải không? Tích Tích thấy mình bị phát hiện, nó nhìn chằm chằm vào trì ngữ mặt. Cô và cùng với người đàn ông kia, cô là mẹ con à? Chữ mẹ này làm cô sao xuyến vài phần. Cô chưa từng nghĩ đến bản thân còn có một đứa con lớn thế này còn đẹp đến vậy chỉ ngỡ mà gật đầu đôi mắt ửng đỏ mẹ là mẹ của con mẹ đến đón con về đây <laughs> tích tích hất cầm bĩu môi rõ cao nó ra vẻ vô cùng bất cần chỉ ngỡ mặt nghĩ một lát cô rời đi tích tích trong phía dưới không còn bóng người nó cao mày đôi mắt khẽ đỏ lên đột nhiên chỉ ngỡ mặc thò đầu ra cô cười khẽ con đang tìm ta tích tích thấy chỉ ngỡ mặt liền giật bắn mình <laughs> nó quay mặt sang một bên làm vẻ mặt giận dỗi trì ngữ mặc thấy nhớ lại chính bản thân mình Khi còn nhỏ ở cô nhi viện Cô cũng rưng rưng Hồi nhỏ mẹ cũng ở trong cô nhi viện mấy năm liền Nhưng lúc đó mẹ còn lớn hơn con một tí xíu Vì là con gái lại vào sau Nên rất hay bị bắt nạt Mẹ còn bị bạn khác đánh đến đầu sưng u một cục lớn Đau mất mấy ngày Tích tích khẽ khàng quay sang nhìn trì ngữ mặc Nếu con là cô Thì con sẽ đánh cho họ Bị hai cái u to đùng luôn Trì ngữ mặc cười Hồi đó mẹ đúng là làm như vậy thật từ đó trở đi không ai dám bắt nạt mẹ nữa. Ai mà bắt nạt mẹ thì mẹ sẽ bắt nạt lại họ y như vậy. Trong cô nhi viện, mẹ là lão đại đấy, nhưng sau này được ba của mẹ đưa về nhà rồi. Tích tích cao mày. Ba của cô sao lại không cần cô nữa? Ông ấy không cần mẹ của ta, khi đó trong bụng mẹ ta có mang thai ta, cho nên ba của ta mới không cần bà ấy nữa. Sau này bà ấy mất rồi thì ta được đưa đến cô nhi viện. Trì ngữ mặc buồn giàu kể. Con có biết vì sao con cũng ở trong cô nhi viện không? Vì sao? Tích tích truy hỏi. Bởi vì ba và mẹ của con đều không biết đến sự tồn tại của con. Hôm nay mẹ mới biết có con trên đời này. Đôi mắt trì ngữ mặc đỏ ao nói. Cô nói dối. Khi con gái có con, bụng sẽ to lên. Sao mà cô lại không biết cô mang thai con vậy? Tích tích nói với vẻ không tin. Nếu biết thì chắc chắn đã không để cho con phải ở bên ngoài như thế này. Trong cô nhi viện có như bạn nhỏ Nhưng mẹ cũng cần tích tích lắm Trì ngữ mặt nhẹ nhàng nói Nước mắt trở rớt xuống Tích tích thấy trì ngữ mặt ứa nước mắt Thái độ của nó liền dịu đi khá nhiều Nó trèo từ trên cây xuống Con ghét nhất là thấy con gái khóc Trì ngữ mặt vuốt gương mặt của tích tích Cô quỳ xuống trước mặt đứa bé Mẹ có con rồi thì sẽ không khóc nữa Mẹ sẽ vào trong cùng con Sẽ chăm sóc cho con Ước mơ của con là gì? Ước mơ của con là trở thành một bác sĩ, sau này không ai được chết cả. Tích tích với vẻ mặt cương nghị nói. Muốn làm được bác sĩ thì phải đi học, đợi đến tháng 9 này mẹ sẽ đưa con đến trường học nhé. Sau đó con hãy dạy lại cho mẹ những thứ con học được nhé. Mẹ cũng muốn không ai được chết cả. Trì ngữ mặc nói theo lời tích tích. Họ cũng muốn mẹ chết sao? Tích tích kinh ngãi hỏi. Họ á, con đang nói ai vậy? Thủy Ngữ mặc hỏi, lo lắng nhìn đứa bé. Chính là cái người tên Thường Quân Khao đó. Ông ta nói muốn cho con sống là vì có thể dùng con để cứu một ai đó. Người đó mà được cứu sống thì con sẽ chết. Tích tích nói. Thủy Ngữ mặc đau lòng nhìn thằng bé, nó mới có 5 tuổi. Những đứa trẻ 5 tuổi khác thì nhõng nhẽo trong vòng tay của ba mẹ. Còn thằng bé thì mới 5 tuổi, ngày nào cũng phải sống trong nỗi sợ hãi về cái chết mẹ bảo đảm với con, chỉ cần mẹ con sống, mẹ sẽ luôn bảo vệ con. Trì ngữ mặc xuống lời thề. Tích tích nghiêng nghiêng đầu nhìn trì ngữ mặc, nó không mấy tin, vì trước giờ, chưa có ai đối với nó tốt như vậy. Thật không, mẹ không lừa con chứ? Tích tích hỏi lại. Trì ngữ mặc gật đầu. Thật chứ? Vậy được, con theo mẹ về, con cũng sẽ bảo vệ mẹ. Con lợi hại ghê lắm, mấy đứa trẻ lớn của cô nhi viện còn phải sợ con tích tích hãnh diện kể về mình. Lôi đình lệ bước ra, đúng là dỗ con nít vẫn là trì ngữ mặc có phương pháp. Tích tích vừa thấy lôi đình lệ bước đến, nó đứng trước mặt trì ngữ mặc, nói với lôi đình lệ. Nếu ông dám bắt nạt mẹ tôi, tôi sẽ bắt nạt ông đấy. Lôi đình lệ nở nụ cười, nhìn sang trì ngữ mặc. Ba và con sẽ cùng nhau bảo vệ cho cô ấy. Ba tháng sau, bệnh tình của tưởng kỳ nhị tiến triển khá tốt. Lôi đình lệ cũng đã tìm thấy tên lang băm năm đó, khi đó tên lăng băm đã qua đời nên không thể truy cứu nữa. Chỉ ngữ Mặc cũng không muốn truy cứu trách nhiệm nữa. Đến nay, Tần Dương Ngải cũng đã phá sản trắng tay. Phùng Như Ngọc tiêu hết sạch toàn bộ tiền tiết kiệm cũng không cứu được Tần Dĩ Thuần ra. Bà ta còn phải đồng ý với Trì Ngữ Mặc sẽ phải ra nước ngoài và không bao giờ quay trở lại. Từ Hồng đã thích Trì Ngữ Mặc từ đầu, nghe thấy chuyện hôn sự của hai người, bà liền lập tức đồng ý. Ba của Lôi Đình Lệ cũng đã trở thành Tổng thống, khi thiệp mời được gửi đến tay hồ nhã huệ bà ta thất kinh bạch như ngọc còn chưa kịp tới thành phố a đã bị ao rồi truy ngữ mạc suy nghĩ hôn lễ có nên mời tống nghị nam hay không cô gọi cho tống nghị nam tống nghị nam đang ngồi uống trà với lôi đình lệ anh tắt đi không nghe máy tôi đã tra ra rồi khi trước vụ tiểu mạc gặp chuyện ở tần châu là do một tay anh sắp xếp nếu cô ấy biết được chuyện này anh nói cô ấy có hận anh hay không lôi đình lệ từ tốn nói có phải do tôi làm hay không chỉ dựa vào lời nói của anh thì tiểu mặc sẽ không tin đâu Tống Nghị Nam cười khẽ tôi đã bắt được ba người đó rồi Lôi Đỉnh Lệ nói ánh mắt không rời khỏi Tống Nghị Nam không nói cho cô ấy biết là vì sợ cô ấy đau lòng nhưng tôi không hy vọng anh ở gần cô ấy Tống Nghị Nam mím môi không nói gì tôi và cô ấy còn có một đứa con đã 5 tuổi cho nên cả đời này sẽ không có khả năng nào rời xa nhau đâu Lôi Đỉnh Lệ tiếp tục nói chỉ cần một câu nói của tôi cái công ty của anh sẽ đối mặt với phá sản ngay lôi đình lệ trầm tọng nói anh muốn tôi làm thế nào tống nghị nam nhíu chặt mày anh là bạn từ nhỏ của cô ấy những việc anh đã làm vì cô ấy tôi cũng đều biết nể tình anh đã hy sinh cho cô ấy rất nhiều tôi sẽ giữ cho anh một con đường lui trở về tần châu của anh đi sau này đừng đến nơi này nữa cũng đừng có gặp lại cô ấy nữa giữ lại cho nhau hình ảnh đẹp ai sống cuộc sống của người đó lôi đình lệ nói tống nghị nam không muốn đi anh ta đợi trì ngữ mặc bao nhiêu năm như vậy đương nhiên không hề cam tâm lôi đỉnh lệ từ tốn nhìn anh ta anh ta cũng hiểu chuyện không thể khác được nữa nếu anh phụ cô ấy một ngày thôi chắc chắn tôi sẽ cướp cô ấy lại không để cho anh còn bất cứ cơ hội nào nữa tôi sẽ không phụ bạc cô ấy lôi đỉnh lệ chắc chắn tống nghị nam cụp mắt điện thoại lại reo lên lần nữa là trì ngữ mặc gọi đến anh lập tức nghe máy Nghị Nam, tháng sau em và Lôi Đình Lệ kết hôn. Anh không đến được đâu, vậy nhé, sau này cũng đừng liên hệ nữa. Tống Nghị Nam nói xong cúp máy. Trong lòng chỉ ngữ mặc cảm thấy chua xót, nhưng như vậy có lẽ cũng tốt. Cô hy vọng Tống Nghị Nam được hạnh phúc. Ngày hôn lễ, ba của Lôi Đình Lệ không xuất hiện, nhưng trước hôn lễ, Lôi Đình Lệ đã đưa cô đến gặp ông. Ông không đến, có lẽ đây là quyết định đã được suy tính kỹ lưỡng. Dù sao, hình thức không quan trọng, chỉ cần cảm nhận được tấm lòng là được. Hai tháng sau, chỉ ngỡ mặt hạ sinh một bé gái xinh xắn. Gia đình họ sẽ luôn hạnh phúc sống bên nhau. Bộ truyện Vợ yêu của Đại Tổng Tài tới đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm những bộ truyện mới và hay hơn nữa do vị hy diễn đọc, đừng quên nhấn like, subscribe kênh tốt Truyện Hay. Sau đó bấm vào hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra truyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện sau.